có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và tất cả các bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Mình tên là Hoàng Minh Hạnh. Nghe tên giống gái không nhỉ? Cũng không ra. Bao nhiêu tuổi rồi? Mình 36 tuổi. Bạn làm nghề gì? Nhân viên phòng quản lý chất lượng. À, và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào các bạn khán giả. Rồi, em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Nguyễn Thị Kim Phụng, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên của phòng chất lượng. Hai người đều quản lý chất lượng, để xem chất lượng hai người như thế nào. Mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa. 29 tuổi chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa, chắc tại ông Tơ bà Nguyệt bỏ quên em. Không, bữa nay Quyền Linh với các tụi sẽ nhớ bạn, không có bỏ quên bạn đâu ha. Dạ rồi. Hy vọng là ngày hôm nay tình duyên sẽ đến với mình. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Để tiêu chuẩn bạn sao nè? Về ngoại hình thì cao hơn em, mập mập, không biết hút thuốc, biết uống bia chút. Biết uống bia? Biết. Tao thích mập mập là sao? Dạ, để che nắng che mưa. Che, ta che bằng dù, che bằng áo mưa chứ đâu phải che dù bằng cái thân thể trong mà mập mập để che nắng che mưa. Cho anh lãng mạn chị. Đây là đúng như tiêu chuẩn bạn bây giờ đưa ra đó. Cũng tròn tròn mập mập ha. Có không? Có mập không? Ôm cho nó sướng. Hơi tròn. Nhưng mà không biết bạn nam có mối tình nào chưa chứ bên đây là còn nguyên luôn á ngang. À còn mình thì cũng có rồi, ba mối tình rồi. 36 tuổi phải có ba mối tình chứ chưa có là vô lý. Đầu tiên là mối tình vào năm nào? Chắc cũng lâu lắm, không nhớ đâu, chính xác. Không nhớ. Mối tình mới nhất đây là mới nhất cái đây khoảng 3 năm rồi. Và chia tay mấy năm? Khoảng 6 tháng rồi chia tay. Người ta bỏ anh hả? Không phải là bỏ, nhưng nói chung là cả hai người không hợp với nhau thì người ta chuyển công tác tác với chỗ khác. Cái gì? Bây giờ mình phải nói ra hết để bên kia xem có hợp với mình hay không nhá. Đúng rồi, mình phải nói bên đây người ta nghe nè. Những cái gì đâu? Anh thấy những cái gì mà không hợp cũng do một phần là do mình nhiệt tình quá. Mình nhiệt tình với mọi người, với những khác như bạn bè rồi anh em rồi người nhà. Thì có thể là những cái lúc mà mình hẹn đi chơi hoặc gì đó là có việc quan trọng hơn thì mình nói bạn gái là để hẹn ngày hôm khác hoặc là một hai tiếng nữa. Bạn gái nó không chịu. Được rồi, ta bỏ là đúng rồi. Rồi về bản giới thiệu về bản thân mình thì mình có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì nói chung em cũng bình thường, thì cũng biết nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Rồi về khuyết điểm thì em có 3 dê. Dạ, đó là dễ nóng, dễ sợ và dễ xúc động. Nóng là nóng cỡ nào? Nóng phun ra lửa. Phun ra lửa. Dễ sợ là gì? Dạ, sợ nhiều thứ lắm chị. Sợ gì? Sợ ế nè, sợ hết tiền nè, sợ bệnh nè. Sợ già nữa. Sợ già nữa. Trời ơi, trẻ măng không có già đâu. Rồi còn một cái nữa, dê nữa là dê gì? Dạ, dễ xúc động. Dễ xúc động là sao? Nói chung là nói gì cảm động thì khóc. Nhất là về chuyện gia đình. Hay khóc lắm hả? Dạ, thỉnh thoảng. Không sao, chị thấy những cái điều đó cũng như có cái vụ mà nóng phun ra lửa là chị chưa hiểu em phun là em đã phun ai chưa? Nghĩa là hơi nóng tính xíu vậy. Đồ đạc của em hay gì, vật dụng gì mà ai lấy đi chỗ khác thì em hay la. Cái đối tượng anh cần đi cùng với anh là như thế nào? Đối tượng đi cùng em là một người thẳng thắn, thật thà và biết lo cho gia đình, không có xanh đỏ tím vàng lòe loẹt. À, tức là nhuộm tóc màu đỏ màu vàng. Hai ba màu một đầu. Ba màu. Chứ còn một thứ thì cũng được. Con tay tay thì không sao. Là ngoại hình từng thế nào? Không ốm quá mà không gầy quá, bình thường thôi. Bình thường chứ không phải tròn tròn giống như anh hả? Tròn cũng được mà chứ đừng có tròn quá thôi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? À, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc và tất cả với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em là không có được lãng mạn lắm, không biết hát hò gì hết. Khi mà bạn gái mà mình buồn giận gì đó, mình sẽ làm gì cho bạn gái vui? Mình có thể là mình rủ bạn gái đi chơi đâu đó, đi xem phim hoặc ca nhạc hoặc là gì, uống cà phê. À, vậy thôi hả? Đi ăn đi uống gì đó. Ủa mà anh 36 tuổi thật sự giờ anh có muốn lấy vợ chưa vậy? Ủa có chứ gì? Có. Nếu mà muốn lấy vợ em mới lên đến chương trình này, nhờ chương trình này chứ. Nếu bây giờ được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân? Nếu được? Mà được thì khoảng sang năm cưới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa? Đúng là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà anh ở với ai? Ở với bố mẹ ba người. Ở đâu rồi? Ở Tân Bình. À Tân Bình, nhà của mình luôn đúng không? Nhà của mình. Nếu mà vậy thì lấy vợ về là phải làm dâu. Phải làm dâu đúng rồi. Đó, làm dâu đó, bạn gái tính sao? Phải căng kìa. Bước đầu tiên là phải chịu làm dâu đó. Em thấy sao? Em có chịu làm dâu không? Cái này còn tùy. Cảm thấy có thể hòa hợp được với gia đình thì mình cái vấn đề đó không có gì hết. Còn có nhiều cái vấn đề chẳng hạn như mình không thể hòa hợp được cùng với gia đình thì đó phải xem xét lại. Hỏi Hạnh thử coi ba mẹ anh có khó không? À, nếu ra ở riêng có được không anh? À, nếu ở riêng thì không được. Anh phải ở ba mẹ anh chứ không thể là để ba mẹ anh ở với nhau mà anh ra ngoài anh ở. Dứt khoát. Dứt khoát. Nói phải trước. Ở chung.
Thà như nó nói trước, được cái đấy, không được thì thôi. Đúng rồi. Tại vì bây giờ cũng lớn tuổi, không phải là để mà còn chọn người này người kia, hẹn người này lần này lần khác nữa. Đúng rồi, nói thật hết ra. Nói thật, được thì được thì đồng ý, không được thì thôi. Ba mẹ chắc khó rồi. Không vậy? Ba mẹ thì cũng không khó lắm. Bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ năm nay bằng tuổi nhau, 62 tuổi. Ba mẹ anh có đưa ra yêu cầu con dâu sao không? Ba mẹ đưa ra yêu cầu con dâu thứ nhất là chỉ có hiền lành, thật thà. Hai là có công ăn việc làm ổn định, thế thôi. Dễ thế thôi, được thôi. Hôm nay em đi có người thân không? Dạ có, hôm nay em đi có hai chị sếp làm chung công ty với em. Vâng, đã cho chị gặp hai sếp đi hỏi cái vụ cái ca này hơi khó nè. Chào hai chị, em nhờ chị nhận xét anh Bỉnh giùm coi được không? Được thôi. Theo em thấy hai anh chị này tính tình thẳng thắn như nhau rồi đó. Đó sao nói vậy? Giống như là 49-50. Nếu hai anh chị này mà đến với nhau á thì mỗi người sẽ phải nhún nhường một chút thì mình mới có thể tiến tới với nhau được. Đó là theo quan điểm của em. Còn về ngoại hình tiêu chuẩn là cũng đáp ứng yêu cầu của em Phụng nhà em rồi. Vâng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rất là chuẩn xác. Có đi với ai không ạ? Dạ em đi với em trai em. Em ruột đó hả? Vâng. Em ruột là có vợ dạ. Rồi. Em ruột có vợ rồi, ở riêng rồi. Em có hiểu tại sao giờ này 36 tuổi anh chưa lấy vợ mà em trẻ hơn mà em lấy trước không? Em nghĩ em biết, tại vì anh cũng lo cho mọi người xong hết rồi, chắc anh mới tính tới phần của anh. Hy sinh cao cả vậy hả? Dạ đúng rồi. Thì anh vĩ đại hả? Dạ. Thấy chị đó sao? Thấy bạn bên này thì cũng rất là dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà hai người mà có cơ hội làm quen với nhau thì cái đó rất là tốt. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn này nói rất là đúng. Mỗi người có cá tính riêng. Nhưng mà hai người đều nói thẳng nhau, đôi khi sự thẳng quá thì cũng mất lòng nhau. Nhưng mà tha vậy đi, được thôi. Ha. Để mình qua mình xem bên kia thế nào mà thẳng thắn thế nào. Kiểm tra chất lượng hả? Anh. À, chào em. Không, mà nãy giờ bên đây đâu có nói gì mà thẳng đâu, thấy nhẹ nhàng mà. Không, kiểm tra mấy người kiểm tra chất lượng thì đôi khi cũng thẳng, bởi vì kiểm tra mình chất lượng mà không đúng á thì cũng mệt lắm à. Dạ đúng rồi, mọc lấy này bỏ mà. Mày bây giờ đi cua gái mà vô vậy được thôi, cái nghe con phụ nữ nghe nó sao anh. Nói hiểu chung không? Là có thể người ta thật thẳng thắn nhưng mà nghe nó làm sao nhưng mà trong trái tim của họ vẫn có điều rất là thật. Nhưng mà ai nói câu đó ra vậy? Thì nói vậy bây giờ ta mới ế. Thì vậy à, anh nói vậy em chịu. Nghe nó làm sao sao. Chị Cát Tường ơi, không phải ý em nói không phải như chị nghĩ đâu. Tại vì em nói là ở đây là em muốn nói trước với bạn gái bên đó để bạn gái đó chuẩn bị tinh thần. Nếu mà hai đứa chấp nhận với nhau, đến với nhau thì sẽ phải làm dâu. Chứ em không phải là được thì mình thuyết phục người ta. Ví dụ người ta chưa muốn rồi, bằng tình yêu của anh sẽ làm cho em phải đồng ý rồi. Hãy giống như vậy, ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, chúng ta cùng hạnh phúc rồi. Vậy tự nhiên được thôi nói trước. Nghe nó làm sao? Thì nói vậy đó, được thôi. Ê, nghe. Chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ ví dụ nè, kéo màn lên. Ưng ý. Bây giờ cổ chưa có chịu làm dâu rồi. Giả tỷ thí dụ cho anh thuyết phục em nghe thử coi. Nếu mà thuyết phục thì nói là bây giờ anh với em thì ai cũng có bố có mẹ để ra hết. Vâng. Anh là con lớn thì là anh phải ở với bố mẹ, anh phải chăm lo cho bố mẹ anh về già. Sau này em cũng có bố mẹ em cũng vậy. Sau này bố mẹ em thì cũng phải có về già, cũng lớn tuổi, cũng phải ốm đau thì mình cũng phải về chăm. Anh có về chăm ba mẹ em không? Có chứ, lúc đó là bố mẹ chung rồi. Phải về bố mẹ nào cũng như bố mẹ nào hết. Không đó, quan trọng. Nói vậy là được, nói vậy là tôi đâu có bực mình gì đâu. Tự nhiên tôi nghe cái gì được thôi là... Không như để thử tâm lý bạn gái bên đó xem thế nào đó gì? Khỏi cần. Không như nếu mà tí nữa chị ok nhưng bạn đó biết không ok thì cũng bó tôi tay okay luôn. Tôi ok là bên đó ok. Em thấy nhiều cặp chị ok nhưng bạn gái không ok thì vẫn không được. Cái đó là tôi ok làm bộ thôi, hiểu không? Đúng không anh Quỳnh Linh? Đúng rồi. Theo dõi kỹ lắm chứ bộ. Đúng rồi, chị mong, chị lúc nào cũng mong là được cặp nào cũng thành đôi hết. Ừ. Chứ không phải, nhưng mà đến nay mày tôi... có nhiều cặp tôi nói ra không đó, chứ không phải cặp nào tôi cũng mong thành đôi đâu. Nãy giờ là ra, chắc là chị nói đùa đấy thôi. Nãy giờ là muốn nói ra lắm đó. Bây giờ nè, rồi thôi cái chuyện bố mẹ đồng ý. À. Mà cái quan điểm mà hẹn mà đi trễ là tôi không đồng ý. Anh phải cải thiện cái chuyện đó. Thì mới có một hai lần mà chưa có nhiều. Bên đây người ta chỉ chịu được một lần qua một lần. Ví dụ một lần trong một tuần hay trong một tháng. Đây em 6 tháng mà. Lần quá là cũng ế. Dạ thôi anh ngồi đó đi, tôi mở màn cho anh nói chuyện trực tiếp. Quyết liệt nghe vậy chứ. Quyết liệt lắm đó nha. Bảo trọng em. Cho chị ngồi riêng đi. Chị ok à, không ok gặp không quan trọng. Quan trọng là em. Thôi cho đôi trẻ gặp nhau đi. Rồi chuẩn bị mở màn cho hai con trẻ gặp nhau. Ông một con già rồi, lớn tuổi. Ca này tôi không có xen vô nha, tự xây ghế, tự coi rồi tự nói chuyện luôn. Ghê nhận này. Rồi 2 phút dành cho đôi bạn trẻ bắt đầu. À, chào bạn. Dạ, chào anh. Biết tặng hoa. Dạ, cảm ơn anh. Anh có cảm nhận như thế nào vậy em? Có người thẳng thắn, nhưng cũng có cảm tình với em.
Anh không thích gì ở người bạn gái. Anh không thích người bạn gái hút thuốc. Dạ, hút thuốc thì em không có. Có nhờ con người bạn gái hút thuốc. Anh chơi coi như là lè lẹt ấy. Cái đó thì em không có. Nói đi nói hớ hớ tôi được canh nãy giờ đó. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dẫn bạn gái anh đi những đâu? Mới quen anh sẽ rủ đi uống cà phê. Đây là chưa có mối tình nào nha, chưa nắm tay, chưa hôn hít gì đó. Cái đó thì cũng chưa có cái phương tiện nào để kiểm chứng cái đó chị. Kiểm tra chất lượng lẫn nhau coi như thế nào. Em là phải đo đạc anh Linh ơi. Đo coi cao nhiêu dài nhiêu. Cái đó có dụng cụ nữa chị Cát Tường. Mình tính chuyện tích kết hôn đi. Rồi rồi con cái gì đó, rồi tiền bạc gì đó tính luôn đi. Để sau này đừng đổ thừa chị nha. Nếu mà kết hôn thì anh thích nhà có mấy bé? Hai rồi. Dạ, một nam một nữ hay là có thể là hai nữ cũng được. Anh có cái quan trọng chuyện đó không? Con cái thì không quan trọng lắm, có con là được. Không muốn mà giờ nó không có cũng đâu có được. Em thì em không thích người gia trưởng. Dạ, nghe giọng anh thì em nghĩ anh gốc ngoài Ngoài Bắc, anh quê Thái Bình. Dạ đúng rồi. Cũng có một tí gia trưởng đấy chứ mà không đâu. Nhiều đó chứ tí gì. Người vào đây họ cũng em học tập được cái văn hóa trong này là cũng hồi đỡ. Xưa bây giờ ế rồi bớt rồi hồi vâng. Xưa vậy bây giờ gia trưởng của anh là như thế nào? Con lớn là giờ phải ở nhà với bố mẹ đó. Còn gì nữa không anh? Thế thôi, anh chỉ cần như vậy là đủ. Ví dụ có yêu cầu người phụ nữ phải là cơm nước, nói chung là phải nội trợ. Nội trợ thì anh không cần nấu ngon, chỉ cần biết nấu. Anh có nấu phụ vợ? Anh nấu được đồ ăn đồ uống thì nấu ngon thì không nấu được, nhưng mà nấu để một gia đình ăn hoặc là nhậu bình thường thì làm được. Hỏi chuyện làm dâu được không? Em có suy nghĩ là con nếu mà lấy lập gia đình về làm dâu thì em có suy nghĩ gì? Anh phải xem xét lại, nghĩa là mình phải tìm hiểu rồi xem gia đình anh như thế nào chẳng hạn, có phù hợp được với em hay không. Thấy ngoại hình ảnh đúng với em nghĩ chưa? Nhiêu đó ôm được chưa? Dạ được. Che mưa che nắng được chưa? Dạ được rồi chị. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Suy nghĩ cho nó kỹ. Mình cũng lớn tuổi rồi, lấy vợ thì lấy liền tay. Bấm được bấm, bấm được thôi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Mình đã đồng ý hẹn hò rồi. Ôm coi có che mưa cho nắng được không? Dạ anh đi từ từ chị. Mình phải thử được hay không? Ở đây chưa có mưa có nắng. Chừng nào ra kia có mưa có nắng rồi thử. Thử toàn cái tay của nó vừa tay chưa? Dạ chắc em nghĩ chắc được. Toàn qua thử thôi. Dạ chất lượng mà nhìn nhìn cũng được. 36 tuổi gì chết nhát vậy ông? Đâu có, ý anh Quyền Linh đang nói bạn gái chứ đâu phải nói em. Anh ôm người ta, anh che nắng che mưa người ta chứ. Được không em? Dạ được. À, đây là những vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên đây. Nhau để tìm hiểu về nhau. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, em xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường và tất cả mọi người trong quay hôm nay. Cảm ơn. Mình là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Ít nói bị banh là ít nói hả? Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. Mập gầy đều được hết. Ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy những bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh đó. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Chào Trúc Quyền Linh ạ. Rồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào nhà bạn gái ạ. Con tên là Vũ Minh Khoa, hôm nay con 28 tuổi, sinh ra tại Kiên Giang ạ. Hiện tại công việc là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Khoa làm ở quận mấy? Dạ, con đang làm ở quận 2 ạ. Trời, bên mình giới thiệu đi con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả và chào anh Khoa. Em tên là Dương Thị Liễu Như, năm nay 26 tuổi, quê ở Kiên Giang, hiện tại đang làm việc tại hội sở của một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy con? Dạ hiện tại con đang sống ở quận 2 ạ. Trời đất ơi, sao hai đứa đồng điệu vậy trời. Quá hợp lý.
Rồi con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Con cũng tự thấy bản thân mình là một người năng động, dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh sống ạ. Về điểm yếu của con á thì bản thân con thấy là mình không có phù hợp làm những cái công việc mà cần sự tỉ mỉ, khéo léo á. Có thể vẽ đó, chuột thì ra chuột nhưng mà không có đẹp cho lắm. Con thấy cái điểm yếu đó cũng khó khắc phục lắm, cũng cố gắng rồi nhưng mà thôi chấp nhận. Con có cái gọi là gì? Cái sở thích hay là cái đam mê gì không? Cuối tuần mà con hẹn được với bạn bè hay lên kế hoạch thì con hay đi leo núi. Nên thường mấy anh chị ở công ty cứ la con, tại vì mỗi lần mà cứ leo núi xong thì sáng thứ hai lên lại cứ lết. Nhưng mà vẫn cứ leo, tại vì mình thấy thích. Làm cái gì mà đổ mồ hôi vận động này nọ thì thấy thích là con. Thích đúng không? Rồi bạn Nam ơi, điểm mạnh điểm yếu của con là gì, nói cho bên nhà gái nghe. Điểm mạnh con là ít nói. Điểm mạnh là ít nói hả? Cũng có thể. Nhiều khi ít nói người ta thương nhiều ha, người ta nói ôi trời này hiền quá. Chú ơi, con cũng muốn nói là tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn Nam ít nói cũng là điểm mạnh. Dạ. Rồi gì nữa con? Con không có hút thuốc, không có cờ bạc, có thể phụ giúp được nấu ăn. Điểm yếu con là nói hơi nhanh, có thể là không rõ từ lắm. Điểm mạnh là ít nói, điểm yếu là nói hơi nhanh. Hai cái này nó có liên quan đó nha. Con nó từng nặng tới khoảng tới 121 kg rồi. Sau đó thì do nặng quá nên con cố gắng tập thể dục thì đã giảm xuống được dưới 100 kg á. Trời giỏi vậy ta. Sao bên nhà trai 120 mấy ký, ta xuống 100 kg rồi đó. Coi mình có xuống được thì xuống một ít đi. Ủa nhưng mà xuống đều chứ đúng không? Ở bên đó là có một người xuống được, một người không xuống được. Thì cũng đừng nói gì tới bên tôi nha, chán lắm mọi người. Mai mốt mà cứ gây lộn nhau hoài nó không có hạp, khổ tâm thiệt luôn á con. Cô cũng buồn lắm. Bạn đó có ý chí nha con. Dạ. Giảm cân được là cực kỳ có ý chí luôn. Thôi bây giờ để sẵn cô hỏi cái đường tình duyên của bạn nha. Cưng ơi, cái đường tình duyên của con sao nè? Dạ, con có từng có một mối tình ạ. Bạn gái này là em gái bạn thân con học hồi cấp 3. Sau một thời gian yêu đương thì con không tạo được cảm giác yêu thương bạn. Nên đã chia tay và bạn đã lấy chồng ạ. Khoảng 2 năm rồi cô. Con ơi, ta 2 năm ta ở không rồi đó. Đường tình duyên của mình sao? Con thì trước nay cũng có một vài bạn nam cũng tỏ ý, nhưng mà con mấy bạn chưa đem lại sự tin tưởng cho con. Nên 26 năm qua con vẫn độc thân. Con vẫn độc thân và con chưa yêu ai hết. Dạ. Hồi hộp không? Có. Nghe cái mất hồn liền đúng không? Cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền đúng không? Dạ. Vậy giờ con suy nghĩ đi, cái mẫu bạn gái của con là như thế nào? Dạ, mẫu bạn gái con thì con không có quan trọng lắm về ngoại hình ạ. Cũng đừng cao quá, tầm khoảng cỡ 1m68 đổ xuống được rồi ạ. À, 1m68 đổ xuống là cao lắm rồi đó con. Cô 1m67 nè mà muốn cao hơn chú Linh á. Đừng cao quá, đừng mập quá. Con thì không có quan trọng về ngoại hình lắm ạ. Mập gầy đều được hết, ít nói. Tại con cũng nói nhiều nên con thấy nếu bạn nam ít nói cũng là điểm mạnh ạ. Hồi nãy người ta nói rồi đó, là bên đây con ít nói mà người ta nói nhiều, thành ra người ta cảm thấy là người ta thích thú cái điều đó đó, hiểu không? Con thấy là sửa lại xíu đi. Dạ, con thấy là nếu mà bạn nói nhiều một chút thì con thấy là cũng vui vẻ được nhà đó. Vui vẻ được đúng không? Dạ. Con thấy vậy. Có nhiều rồi. Vui vẻ mà con. Cho tôi xem mặt đàn gái. Nhà gái tôi hơi bị chảnh đó nha, tôi nói cho ông biết à. Đẹp mà đẹp điều một cặp luôn à, tôi nói cho ông biết. Nhà trai cũng đẹp trai. Chào chú. Rồi, chào con. Dạ. Đúng là xinh gái. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con không có đòi hỏi nhiều về vấn đề ngoại hình hay gì. Nhưng mà con mong tìm một người á, kiểu điềm đạm, trưởng thành, có hiểu biết. Những bạn mà trong cái quá trình làm việc mà tập trung làm việc á, con nhìn thấy đẹp. Vậy thôi ha. Dạ. Tập trung làm việc là đẹp. Dạ, đúng rồi. Rồi, không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích thì sự gia trưởng áp đặt ạ. Áp đặt? Không thích gia trưởng áp đặt. Bên đó có gia trưởng không vậy con? Không, con đặc biệt là không có gia trưởng. Này có da thịt thôi. Nè, bây giờ người ta có người yêu, người ta sẽ xuống thêm 20 kg nữa, tôi nói cho ông biết. Còn có một cái con người đó cứ ước cứ cầu, trời ơi làm sao mà Linh xuống được 8 kg hả Vân? Mà ăn lãng mất cái sầu riêng không mà làm sao mà xuống? Còn chút chịu chị chú bí quyết xuống nha. Chú xuống 20 kg cho người kia biết mặt. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nè bà mối. Nhà bà mối đi với ai nè? Đi ra dạ, hôm nay em đến chương trình với mấy chị đồng nghiệp, các bạn và đặc biệt là sếp em có dành thời gian để đến tham gia với em ạ. Chào sếp. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, bạn Khoa và tất cả khán giả trong trường quay. Thật ra thì tôi rất là vui khi mà ngồi ở cái chương trình này, bởi vì thật ra đây là chương trình mà tôi rất là yêu thích. Trong cơ quan và tất cả mọi người như là một cái cô bé mà rất là dễ thương, dễ mến. Thì trong công việc như là một cái bạn mà rất là nhiệt tình và trách nhiệm. Về cái bạn
bạn Khoa nhìn rất là hiền, phúc hậu, và cái tính cách chị thì chị thấy là rất hợp với bé Như. Và chị hy vọng rằng hai em sẽ cho một cái cơ hội để các em có thể chia sẻ, nương tựa và có thể là cùng nắm tay nhau để đi được cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn chị, cảm ơn sếp. Sếp nói rất là hay luôn á. Em trai đi với ai đây? Dạ, hôm nay con đi với công ty và sếp của con chụp công ty sếp luôn hả? Sếp luôn, trời ơi. Xin kính chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Sếp đẻ dữ rồi. Dạ. Dạ, Khoa thì thật ra nó rất là hiền. Nói chung là khi mà nó báo được là đăng ký casting và tham gia chương trình á, thì anh em trong công ty rất là vui, rất là hào hứng và xúm xích nhau chuẩn bị cho nó là hướng dẫn đi hớt tóc, mua quần áo, mà thì còn mua quà rồi các kiểu, rồi thậm chí là giờ mình đặt tên con là gì giờ ta. Quan tâm tới mức vậy luôn. Rất rất là quan tâm. Nhưng mà sếp thấy hợp không? Sếp thấy hợp không? Hợp, dạ rất là hợp. Xinh không? Dạ xinh. Rồi vậy là ok đó. Thì người ta cũng có nói là ai cũng có một nửa của mình đang chờ đợi ở đâu đó. Khi mà mình ế thì cũng có đứa nó đang ế như ta. Hy vọng là hai em đang là hai cái mảnh ghép đang chờ đợi nhau. Gia đình thương nhau quá. Sếp mà thương nhân viên quá nhiều luôn, cả hai luôn á. Đúng rồi. Mở rào đi. Mở rào. Yes. Mở rào. Bắt đầu chuyện của hai đứa trẻ đó. Cứ thoải mái nha. Xem không gian này là của mình. Cảm ơn anh ạ. Đến chương trình hôm nay em có một cuốn sách tặng anh. Em đọc thì em thấy hay nên em muốn chia sẻ và hy vọng rằng anh thích cuốn sách này. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn cứ trò chuyện đi. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào? Không biết là bình thường anh Khoa rảnh thì anh Khoa thích làm gì nhất vậy anh Khoa? Dạ, thì tại mình thì thích đọc sách. À. Đọc sách và truyện tranh. Dạ. Nhạc hoặc là cuối tuần rảnh rảnh thì mình lấy xe máy mình chạy nhâm nhâm chung quanh. Dạ, thì em cũng đọc sách nè, xem phim. Nhưng mà thường thì em thích kiểu đi đây đi đó hơn. Nên cuối tuần mà nếu sắp xếp mà thấy rảnh được thì em thích đi vòng vòng gần gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Hoặc là đi xa hơn như Vũng Tàu hoặc là những tỉnh như Tây Ninh, Tiền Giang đồ. Anh Khoa có suy nghĩ gì về khi lần đầu tiên gặp em? Dạ, tại bạn này rất là xinh, hiền. Đối với mình thì bạn rất là tuyệt. Cảm ơn anh. Nên nói đây mình xin tặng một bài thơ cho bạn. Dạ. Tại mình mới viết nên chưa thuộc lắm nên mọi người thông cảm. Dạ. Tức là cái bài đó Khoa làm luôn á hả? Dạ, có sự giúp đỡ của mấy anh em trong công ty nữa. À. Má xem bạn muốn hẹn hò thì thầm má hỏi hẹn hò đi con. Nghĩ mình thấy cũng ngon ngon, thử đi lên sóng coi còn gặp may. Chèo em cô gái tương lai, chèo em cô gái ngày mai hẹn hò. Tuy là anh béo nhưng do anh bụng tốt bụng to hơn người. Anh hiền chân thật hay cười. Em về anh hứa giảm 10 kg. Tụi mình lên sóng chung sâu, cũng là duyên số cặp bồ với nhau. Anh thì không ước mơ cao, nết na hiền hậu, háo háo mẹ hiền. Chẳng cần em đẹp như tiên, chỉ cần em thích trai hiền còn tem. Chú Linh chú đá mở rèm, cô Vân cho phép anh em chuyện trò. Thôi thì đỡ đỡ phải lo, tôi ta bấm nút hẹn hò nha em. Có nhiều tâm tình là gửi hết cho bài thơ rồi đó. Rồi bên em trả lời đi Như. Cái vấn đề mà anh lên chương trình là do bản thân anh mong muốn hay là gia đình hay là đồng nghiệp thúc ép anh để đến với chương trình này? Trong mối quan hệ với phái nữ anh rất là ít. Dạ. Cho nên sau khi chia tay bạn gái đầu tiên á, anh khá là buồn. Sếp anh có khuyên bảo, anh dụ rồi đăng ký chương trình cho anh luôn. Khuyên bảo một thời gian thì anh thấy mình đã bắt đầu từ đầu. Dạ. Nãy em có nghe là anh quê Kiên Giang đúng không ạ? Ở huyện nào vậy anh ha? Dạ, Tân Hiệp ạ. Tân Hiệp, dạ em ở Vĩnh Thuận. Nên em nghĩ không biết là cái mong muốn định hướng sau này lâu dài của anh là sẽ phát triển ở Sài Gòn hay là ở như thế nào? Dạ, để nói thêm luôn, hiện tại là mình đã lên thành phố Hồ Chí Minh được 20 năm, sống được 15 năm. Dạ. Và 5 năm Bình Dương, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Nhà có 5 anh em thì đã gom góp tiền nhau mua được một mảnh đất, chia đều nhau. Hiện tại là mình đã có một mảnh đất, dự định sau Tết là mình sẽ xây nhà. Chúng ta quan điểm gì từ tình yêu đến hôn nhân gia đình, mình phải làm sao để chăm sóc cái điều đó? Chúng ta trao đổi với nhau đi. Thì tại vì em cũng có định hướng là sau này muốn phát triển làm việc lâu dài ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những khu vực, những tỉnh quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong hôn nhân thì anh chỉ mong là người con gái này hiếu thảo với cha mẹ. À dạ đúng rồi. Anh không cần gì thêm. Nói về quan điểm hôn nhân của em là em muốn một mối quan hệ là một, nghĩa là mình chỉ một mối quan hệ duy nhất với một người. Nếu tại thời điểm nào đó mình cảm thấy là không phù hợp nữa, có một mối quan hệ nào đó mình cảm thấy thích thú hơn thì mình dừng lại, chứ không phải là việc làm song song hai điều cùng một lúc.
yêu thì sao cũng được, nhưng mà khi mà đã ký tên vào đặt quyết định hôn nhân thì mình phải có trách nhiệm với điều đó, chứ không thể nào nói là thời điểm đó tôi cảm thấy không phù hợp nữa tôi dừng lại thì không được. Em nghĩ câu nói đó chỉ phù hợp khi yêu thôi, còn khi đã kết hôn thì phải có trách nhiệm nữa. Đó cũng là ý của anh. Anh cũng muốn đây có một là mình phải là một cái chứng thủy. Dạ. Khi đã không còn thì phải dứt khoát cho nhau. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thế này nè, con đứng lên con tiến tới, con nắm tay bạn gái để mình trao nhau cảm xúc, để xem cảm xúc các bạn lần đầu tiên nắm tay nhau như thế nào. Dạ. Không phải bắt tay. Nắm hai tay nhau, nắm chặt vào. Rồi nhìn nhau, không gian này không có ai cả, chỉ có hai đứa thôi đó. Dạ anh có tính hát tặng em bài hát nào không? Khả năng hát của anh thì hơi tệ, cho nên cho xin bỏ qua phần này. Có thể là khán phòng cũng bỏ đi luôn. Em với anh học nhau về vấn đề đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau 30 giây, nói rút ruột rút gan hết những tình cảm của mình. Bắt đầu. Anh chỉ hy vọng là em tôn trọng gia đình anh, tôn trọng người già. Đối với anh vậy là đủ. Em nghĩ vấn đề này cũng là suy nghĩ của em và bất kỳ mọi người nào. Nghĩa là khi đến với nhau thì ngoài đối tượng của mình thì người thân của họ cũng là một điều rất là quan trọng. Rồi, về vị trí. Rồi, bây giờ đến thời gian bấm nút nè. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Đó. Hết thời gian. Tôi nghe 2 tiếng cạch rồi. Chúc mừng hai em. Nắm tay nhau đi. Chúc mừng hai sếp nha, đạt được tâm nguyện nha. Hãy nói điều gì với gia đình của hai bên và các sếp của mình đi, em trai. Con tưởng tượng nè con, giống như gia đình hai bên đang ngồi coi truyền hình đó. Con xin chào hai bác, bạn gái. Con xin phép được quen biết bạn. Nếu được quen biết thì con sẽ yêu thương bạn hết mình. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Yeah. Xin phép bạn gái cho hôm cái hôm đầu tiên lên má luôn. Dạ, xin phép bạn gái cho. Trời ơi. Hồi hộp không con? Hồi hộp không? Hồi hộp ạ. Nụ hôn đầu của con. Trời ơi, trách nhiệm dễ sợ chưa, nụ hôn đầu đó. Đây có nụ hôn đầu của con luôn. Trời ơi. Trời ơi, hai đứa nó đóng dấu cái cạch. Chúc hai em hạnh phúc. Em là người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người thấy lầm là mình hơi khó. Do cái tính quá đúng không? Dạ, cái tính người nữ dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu. Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Gì đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi? Dạ, có người thì một tuần. Cũng cho hai con cơ hội để gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mà em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3. Công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Và nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Chào chú Quyền Linh. Chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ, làm phân phối.
À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không? Điền. Dạ, đi cũng cỡ hai mấy cây. Thôi cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em bạn em trai bên kia? Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống ngăn nắp gọn gàng. Thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động. Coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh nào, hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Thứ hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ vẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là sao? Là dạ là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm mà. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ có người thì một tuần. Nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Mấy tháng? Dạ được cũng được 2 năm. 2 năm. Dạ. Cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn chưa, vẫn ở không, mình chưa có. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Thì suy nghĩ vẫn mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu bạn gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên, dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối. Tóc sao, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thích thường thôi, đừng. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ hả? Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí này có viên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó. Ê, gì nè, coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Thấy chưa chú? Chàng gái, bây giờ nghe chàng trai nói bên kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ, có vẻ truyền thống. Truyền thống ha? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm, với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi ạ. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Mà cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai lên đây cũng nhờ hai anh Di lặn ghép hai đứa cho nó hai đứa cơ hội rồi hết. Hai đứa là cái đứa này sao cô? Tôi thấy cái đứa nhỏ này sao được? Được ha, con bấm nút liền. Trời ơi, mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì. Còn và sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao lưu cả nha. Chào anh Linh và chị Hương Vân. Tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình á, thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì chị cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả? Mẹ đâu? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Đó. Đó.
Hai bà xui trong ai? Xui gia mình bắt tay. Dạ. Đàn trai nói gì với đàn gái đi. Chị cũng cho hai con cơ hội nó gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai đứa mình xanh ca luôn. Không ca luôn. Bắn gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em, có chút quà gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn dạ, đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó. Dạ. Tại cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng. Dạ. Cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này đó, là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đắp chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Nè em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao luôn lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà như màu phải màu xanh. Màu xanh. Bây à, giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. À. Dạ. Sẵn đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không nói hay lắm, thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây, cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em, yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. À, yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. À, cho nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. À, yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bạc đầu thủy chung. Rồi anh sẽ. Dạ cảm ơn em. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ đi, ngồi nói chuyện với nhau đi. À, em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Chị tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì ạ? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phó. Mình con khác. Ủa vậy hả? Xem nhiều con vậy Linh. Không con này. Con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Ý là em mua gà trống ở siêu thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi, là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình. Chân chất, một mạc. Đúng rồi. À, dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Anh cũng nãy cũng tập trung quá cũng quên hỏi em á, không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À dạ. Còn anh? Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Mong người em thấy giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Còn hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào? Dạ anh đúng chuẩn truyền thống.
À, nhìn nam tính. À, vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. À, biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân dạng như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm. Đồng cảm với biết lắng nghe. Còn phải dạ. Lắng nghe rồi tôn trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không ghen vậy chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương cũng không ghen thôi. Ghen là anh cũng thích nhưng mà ghen cũng chừng mực thôi. Dạ. Mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen là anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình. Nó ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Nên gọi là nội tâm. À, em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao. Tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu quá hả? Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính toán về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà năm cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ em dạ. Nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên này là thật sự là cái duyên, cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Trời á, hay luôn. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2. Chúc mừng. Yes. Em xin phép gia đình đi. Dạ. Thì ở nhân đây chương trình á thì con xin phép để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ con xin hết. Rồi Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được sao cả. Dạ
nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. À, chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng, con cũng hơi sót, với con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm, sớm nhanh. Dạ. Này được lắm á, bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi, lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang đó. Dạ được không bác, vô không mẹ. Dạ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Xin mời nhà gái. Rồi, xin mời nhà trai giới thiệu cho nhà gái biết. Lời đầu tiên thì xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, cùng các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Bùi Văn Quang. Hiện nay đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Chức vụ của em thì hiện tại giờ là thợ sửa chữa vũ khí bộ binh. Chức ở quân hàm thì đại úy. Em năm nay thì 43 tuổi ạ. Rồi bây giờ bên nhà gái mình dõng dạc lên, mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Hà. Nghề nghiệp của em là kế toán. Em sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Em 45 tuổi. 45 tuổi, kế toán, đang làm việc ở Tây Ninh, tên là Hà. Hà Khoan Khoan. Khoan Khoan. Như vậy là bạn bên kia nhỏ hơn bạn, bên này 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Khoan nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm cho đàn gái nghe. Mình nói lớn lên là Khoan nói đúng như rồi. Ngoài ở ngoài quân trường vậy đó. Về cái ưu điểm của tôi thì lập trường luôn vững vàng và luôn cầu tiến. Trong công việc thì luôn siêng năng chịu khó. Với gia đình thì luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Có điểm yếu nào không Khoan? Dạ có. Bây giờ thì cũng báo cáo với anh Quỳnh Linh với quý vị thì ngồi ngay tại đây thì cũng đã biết yếu rồi. Thì cái gì thì cái, nói gì thì nói. Về cái hậu phương nó rất là quan trọng. Một cái người phụ nữ và người ta ở phía sau mình là người ta sẽ giúp đỡ được cho mình, để cho mình làm tốt được cái nhiệm vụ của người chiến sĩ. Thì đấy là một cái điểm yếu ở đằng sau. Người ta nói nôm na như dân gian, người ta thường nói là nhất vợ nhì dời á. Khó. Cái gì cũng có, phải là có người phụ nữ để mà chăm sóc cái hạnh phúc của mình, lo lắng và quan tâm, chia sẻ với mình, đồng hành với mình để giữ gìn cái hạnh phúc mà lâu dài nhất. Rồi nhà gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là chăm chỉ, biết lắng nghe. Còn điểm của em là nấu ăn không được ngon lắm. Rồi vậy thôi đó hả? Còn khuyết điểm gì nữa không? Hay nóng tính. Nói hoài mà người ta không nghe thì mình nóng tính. Nóng mà la hét sùm đập đồ. Dạ không đập đồ, tại vì đập đồ nó thiệt hại. Không bao giờ đập đồ. Đúng rồi, kế toán mà. Dạ. Một món đồ bao nhiêu tiền là mình biết hết đúng không? Dạ. Rồi em có tin người không? Rất dễ tin người. Tin người là tin về lời nói thôi, chứ là tiền bạc thì không tin được. Đường tình duyên sao em gái? Dạ đường tình duyên thì thương, cũng có thương người ta nhưng mà người ta không thương mình. Tại vì người ta nói mình về chiều cao nó không được cao, hay là giờ người ta khó quá. Mình khó quá hả? Dạ. Nhưng mà ý là em có thương mấy người rồi? Có thương 2 người, ta nói là hơi nhỏ con. Ừ, cả 2 người luôn, đó là lý do. Dạ. Chia tay nhau. Với lại người ta nói mình, người ta không vừa lòng mình, cái điểm gì mình cũng không biết. Dạ. Có thể là người ta nói mình hơi cứng rắn, làm cái nghề kế toán là hơi cứng rắn, cứng rắn con khô gan đó đúng không? Dạ. Vậy là cái người mà cái mối tình mà gần đây nhất là em chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng mấy tháng, tại vì người ta nói là
em quen ai người ta cũng cứ chờ chờ không, mà em thì ngày càng lớn tuổi cứ chờ, em cũng biết chờ đến là bao giờ. Bây giờ em muốn lập gia đình đúng không? Dạ. Tức là lý do chia tay là coi như là người ta cứ lập lờ người ta đó, không có muốn, không có muốn mình á, người ta không muốn cưới mình hay là người ủa, ta nhưng mà quen mình. Bao lâu mà mới chia tay mấy tháng rồi em gái? Quen 2-3 năm rồi anh, tại vì mình cứ chờ người ta hoài mà chờ hoài không được thì chờ em gái. Dạ, em quen hai người thì người nào cũng kêu em chờ hết á. Quen 2 tháng cái giờ em lên đi tìm người yêu luôn. Không, em đăng ký từ cái lúc mà quen người ta là em đăng ký từ năm 2017. Trời ơi, 3 năm rồi. Em chờ hoài luôn, người ta cũng không cưới em. Thì em mới chạy xuống chương trình này mấy lần rồi. À, vậy tôi nghiệp dạ. Em có gì không? Em quen ai cũng kêu em chờ hết á. Tội nghiệp không? Nay đừng có nói em chờ nữa nha. Nhưng mà hai mối tình kia là em yêu sâu đậm chưa? Dạ thì mình thấy mình lớn tuổi rồi, mình cũng lập gia đình, cũng thấy người ta mình muốn lập gia đình cho nó ấy, tại vì lúc mà còn trẻ thì ráng làm việc, rồi bây giờ lớn tuổi mình giật mình lại là mình muốn lập gia đình thì mình giờ thực sự là cô ấy muốn có gia đình để gọi là yên bề gia thất đúng không? Dạ. Đường tình duyên cũng trắc trở, đường tình duyên của chú bộ đội này có trắc trở không? Dạ không ạ. Không hả? Có mấy mối tình rồi? Dạ chỉ có một, em chỉ có một mối tình một với mối tình. Người vợ quá cố của em thôi ạ. Thì cũng báo cáo với anh thì em là cái người có gia đình, vợ em thì là cô giáo. Như vợ mất lâu chưa? Dạ vợ em mất 2017 ạ. Rồi đồng chí có mấy cháu? Dạ em hai bây giờ hiện tại là 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu lớn hôm nay là 17 tuổi, đang học lớp 11 ngay trường. Cháu nhỏ? Cháu nhỏ hôm nay là 11 tuổi. Là ở với ai? Bây giờ hiện nay là đang ở với em ạ. À ở với em. Vâng. Là em đang ở Tây Ninh luôn. Vâng. Là Tây Ninh em ở với ai nữa? Em ở Tây Ninh thì em chỉ ở một mình thôi, với 2 con ạ. Một con thì bây giờ đang học ở thành phố. Gà trống nuôi con. Em có nghe tình trạng của bạn này không? Sao suy nghĩ sao nè? Có bị ngại cái chuyện là anh đã có 2 con chưa? Có con ngại không? Có con thì cũng không sao, nhưng mà em sợ là cũng như là những đứa bé đó còn nhỏ đó thì cần cái sự chăm sóc của cha nhiều hơn đó, thì người đó nó không quan tâm tới em. Cái vấn đề là do mình hết. Các cháu nó đã có 3 rồi nhưng nó thiếu mẹ. Thành ra nếu mà em hay á là em là mẹ của tụi nó luôn đó. Thực sự mà cái điều đó là do mình hết. Hiểu chị không? Anh này á là bây giờ anh đi tìm vợ, trong khi em á, hai người kia cứ kêu em chờ hoài, trong khi em lại đang đi tìm chồng, đúng không? Dạ. Yeah. Chị nói cái này là ông Tơ bà Nguyệt rồi. Nói nghiêm túc luôn ha. Thôi bây giờ vậy đi, mình hỏi đi với ai đi, để hồi cho các bạn gặp mặt nhau rồi tự các bạn sẽ nhận được tín hiệu của nhau ha. Em đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng và các đồng chí của em ạ. Xin chào hai MC, anh Huyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào hai anh chị. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, phó chủ nhiệm phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy sự tỉnh Tây Ninh, thủ trưởng trực tiếp của đồng chí Khoan. Nói về đồng chí Khoan, công tác trong quân ngũ cũng khá lâu và đồng chí đã tự mình vươn lên. Gia đình đồng chí ở ngoài Thái Bình, nhưng mà một thân vô đây lập nghiệp. Về công việc thì đồng chí cũng rất là tận tâm. Ngoài cái nhiệm vụ chính được giao, đồng chí còn có nhiều cái tài lẻ nữa. Mong muốn là đồng chí có một cái người bạn gọi là đồng hành chia sẻ trong những cái khoảng đoạn đường còn lại. Chị bên đây thì theo cảm nhận của tôi thì thấy chị cũng hiền, chất phác. Và được cái lợi thế là chị cũng công tác ở tỉnh Tây Ninh. Nên thành ra là cũng mong muốn là hai anh chị sớm là có một cái điều gì đó nó vui, báo tin đến chúng tôi và cũng như tất cả các đồng đội ở nhà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Em đi với ai vậy? Em đi với gì em? Xin chào hai MC Quyền Linh với cô Hồng Vân. Dạ, chào dì. Thì tôi là dì của Ngọc Hà. Dạ. Thì tôi nhận xét cháu tôi như thế này. Từ hồi nhỏ thì tuổi trẻ thì nó chỉ biết là thích đi làm ăn, lo làm ăn, rồi kiếm tiền, mà nó không nghĩ tới cái tương lai. Rồi bây giờ thấy nó lớn tuổi thì gia đình cũng đốc thúc nó.
đi lập gia đình để có một chỗ nương tựa. Xin lỗi kêu bằng cháu nha. Thầy cháu khoan bên đây, tôi nhận xét chú thì cũng trong cái môi trường của bộ đội thì cũng nghiêm túc, chân thật. Vì cũng nói như thế này, nếu mà con chia sẻ con thương con chồng thì con chồng cũng thương lại con. Con cho đi thì con sẽ nhận lại, chỉ có ý như vậy. Thì cái này là cũng do nữa hai đứa quyết định. Cảm ơn gì. Hay quá, gì nói quá hay luôn. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nào, đại quý Khoan. Anh chào em. Dạ. Lần đầu tiên mới gặp em, anh tặng em bó hoa sinh thời. Dạ. Em không làm trợ lý cho anh. Anh, từ từ thẳng từ từ với anh thì cũng không có gì ngoài cái tấm lòng chân thành. Dạ. Anh mong muốn em đón nhận. Cái gì á, Khoan tặng cái gì nói đi Khoan. Dạ. Cái đó là cái gì trong cái hộp đó? Còn cái đồng hồ ạ. Mở mở ra đeo. Đây đúng cái này rồi. Đó. Đó. Anh tay trái hay tay phải? Một cặp luôn. Bóp cho nó chặt cuộc đời vô. Quá trời đẹp rồi. Hộp không? Quá đẹp luôn rồi. Dạ em tặng đi, em mở ra coi ý nghĩa là gì. Dạ một trái tim ạ. Dạ. Cái này thì em muốn tìm một cái trái tim để mà đi hết cái đoạn đường đời của em á. Nói chung là đó là cái tình cảm chân thành của em. Thì dù là chưa biết như thế nào, nhưng khi vừa gặp em thì những cái đó thì em cũng đón nhận cái tình cảm chân thành của em. Em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh cũng đẹp trai, hiền, thật thà. Anh thì mới gặp em lần đầu. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy em cũng rất là đẹp gái, xinh gái, dễ thương. Dạ. Thì đây là một cái tình cảm mà anh muốn đến với chương trình. Thì cũng mong rằng em cho anh một cơ hội. Cái giọng em rất là hay, em biết hát Thuyền và Biển không? Dạ em biết hát ạ. Tại sao không hát cái đó tặng cho riêng người yêu của em? Ơ hay nhỉ? Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mới mong nhường nào. Hát rất hay. Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau dạn vỡ. Nếu từ ra thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Nếu phải cách xa em, anh chỉ còn bão tố. Hay quá trời ơi. Bây giờ mày nói gì với Khoan đi. Anh cảm nhận của em sao? Thì em dễ thương. Anh có ngại quen người lớn tuổi không? Anh không có quan trọng về cái thể chất mà mình hình dung bên ngoài. Nói chung là sao cũng được, nhưng miễn là có tấm lòng hiền lành, chịu khó, biết yêu thương, đại lượng vị tha và giàu lòng tình cảm, trung hậu thật thà và dám yêu anh. Hà có dám không? Hà, anh định một câu coi Hà có dám không? Dám, nhưng mà em ngại quen người nhỏ tuổi. Tại vì không, người ta sẽ bỏ mình đó, phụ nữ thì cũng không ngại. Dạ. Anh cũng không ngại, anh cũng giới thiệu với em. Thì bà xã anh là giáo viên, nhưng bà xã anh cũng lớn hơn anh 2 tuổi. Đó là... Cái chuyện mà Hà ngại đây không phải là ngại gì, mà ngại là nhỏ hơn, sau này bỏ cổ nữa. Hứa gì với Hà? Cứ nói Hà lớn lên cho mọi anh người. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, vậy nó hứa đi cho Hà tin anh đi. Anh sẽ hứa với em trước người lính và tất cả các bạn cùng đến đi khán phòng, là anh sẽ yêu thương em và chăm lo và cho các con em để là có mang lại một cuộc sống hạnh phúc nhất. Đặt cái niềm tin với cha mẹ hai gia đình hai bên cũng như là đồng đội của anh có mặt hôm nay.
Em cảm nhận gì anh rất là chân thành. Em cũng không nghĩ là anh lấy vợ là lớn hơn 2 tuổi, tại vì ở trong miền Nam này hầu như là người ta không thân thích lấy vợ lớn tuổi hơn. Hồi nào vậy? Em cảm nhận như vậy đó. Với lại khoa học người ta chứng minh là phụ nữ thì suy nghĩ trước đàn ông tới 4 tuổi là. Em hỏi chị Vân kìa, kinh nghiệm đó. Hồi nào vậy, tôi đứng kế bên cô là tôi cũng vậy đó. Ừ. Đây tôi còn hơn tới 3 tuổi luôn đó hồi nãy. Nếu mà có kết hôn thì em không biết là mình còn khả năng sinh sản hay không, mình cũng không biết. Nhưng còn. Mà em mong muốn không? Em cũng mong muốn lắm. Còn đó, làm nhanh nhanh còn đó. Ừ, làm liền. Nếu vậy là làm liền là còn á, đảm bảo luôn. Nếu em có nhu cầu thì khả năng thì anh nghĩ là cái đó nó cũng mang lại cái tình thương yêu và trách nhiệm chia sẻ, nó có cái sự gắn kết trong gia đình, cái tình yêu nó sẽ nảy nở và nó sẽ có cái cầu tiến để chúng mình có được cái chiều dài trong cuộc sống. Anh hy vọng nó sẽ tốt hơn. Bây giờ anh hỏi thật Hà nè, trái tim mình có một chút nào nó rung động, có một cảm tình gì với chú bộ đội này không? Dạ có. Dạ có. Có không? Dạ có. Có là ngon hai rồi. Hai người nắm tay cho thử coi. Chỉ cần có là được tay, rồi. Không có bắt tay. Hai cái tay nắm như không phải hai người nắm xen tay vô vậy nè. Trời, nắm tay tôi cũng chỉ nó chết rồi. Không phải chơi thì chơi cũng bắt. Trời ơi, nắm tay mà chưa biết nó chết rồi. Cảm giác sao hả? Cảm giác. Hả? Vậy cảm giác nó tay anh thì nó lạnh mà tay em thì nóng. À, Hà có tin tưởng chú bộ đội này sẽ làm bờ vai vững chãi đi, đỡ đần cho Hà không? Em tin. Bây giờ nè, đâu hai người ôm nhau thử cái coi cho nó ấm áp coi. Ôm chặt vô. Ôm chặt vô Hà, đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Đứng yên. Ôm sao tự ôm sao đâu dưới mông vậy? Đó. Ôm chặt vô coi Hà. Em cảm thấy Hà cảm nhận thế nào? Dạ thấy em. Dạ thấy em. Thấy thích không Hà? Thích không? Thích. Thích. Rồi vậy là ok rồi. Được rồi. Bây giờ để tay nút bấm đi. Đó, chuẩn đó, bị. Đó. Một. Về một nhà. Hai. Tay về một nhà. Ba. Yeah. Hai chiếc cặp rồi. Đứng lên. Đó chỉ là thủ tục thôi. Nắm đi nắm, giờ nắm thiệt rồi đó. Đó. Trời ơi, cái đồng hồ cặp cưng quá. Đẹp quá à, cưng á. Rồi. Xin phép gì cho hôn trước mắt thì đây. Lần đầu tiên thì được gặp em thì xin phép gì cho con xin được ôm hôn em. Em có đồng ý không? Đồng ý. Đây, ôm chặt đó. Vô hôn nhà, ôm chặt hôn vô hôn. Hôn má. Chặt vô. Quyết liệt, mạnh lên để nguyên. Lại chưa. Bên kia nữa. Hai bên luôn. Hà hung lại. Khoan. Hay ngại không? Có. Ở đây không có gì là phải ngại cả nào. Em không. Đợi nó nào, hai ba. Cứ cúi xuống. Trời ơi. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàn. Tìm buồn từ xa. Ta người đồng bằng biên tô non sông. Từ nay ra chi anh hào. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Còn nữa hả con hả? Gì? Con nữa, từ từ. Cái gì? Bữa nay bên đàn trai ta hoành tráng lắm à. Ủa vậy hả? Có, trời ơi. Mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Em là Phạm Ngọc Bảo Vi. Năm nay 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty của Nhật Bản. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình. Và quê em là ở Phú Yên. Bạn này á, mặc đồ đen, tôi cũng mặc đồ đen. Bạn này quê ở Phú Yên. Bây giờ bữa nay tụi tôi sẽ nói tiếng Phú Yên. Em ơi, nói tiếng Phú Yên đi, cho hết hồn đi. Bên đàn trai giới thiệu bản thân mình đi em ơi.
Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng tất cả các quý khán giả có mặt ở phim trường. Thì con tên là Phạm Anh Việt, thì hiện tại con 25 tuổi, kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là kinh doanh về một số vấn đề gì hả? Dạ thì hiện tại cái công việc chính của con là kinh doanh đồ ăn vặt. Ủa đồ ăn vặt gì vậy cưng? Con thì con bán da u với lại cơm trái, rau củ quả. Tất cả mọi thứ muốn mua gì có đó. Rau củ quả thì cái này là ở nhà con rất là thích làm vườn, cho nên là cuối tuần hay về để trồng rau. Thấy chưa? Con chào cô. Bây giờ mình ăn cơm trái xong khát nước ăn da u. Trời ơi giỏi quá ta ơi. Mình nói với bà mối nghe biết là cái ưu điểm khuyết điểm của mình. Đúng rồi, con nói con nghe coi. Khuyết điểm của con thì giảm cân không bao giờ thành công. Giảm cân không bao giờ thành công. Tối là quyết tâm giảm cân nhưng mà sáng thì kiếm gì ăn. Tại vì con bán đồ ăn vặt mà, con phải nêm nếm, con phải thử. Dạ đúng rồi. Đó thành ra làm không thể nào giảm được. Dạ, con hơi khó tính kiểu tại vì con làm bếp mà, cho nên là cái bếp của con lúc nào cũng phải sạch, gọn gàng. Ví dụ như đồ mà con để gia vị 1, 2, 3, 4 nhưng mà không thể thay đổi được, bạn nào thay đổi là con sẽ không chịu. Tại vì con nấu phải nhanh. Cô hiểu rồi. Với lại nhìn vô là nó phải bếp phải hoàn toàn sạch thì con mới chịu nổi. Kỹ tính. Dạ kỹ tính. Đúng. Rồi. Cái đó cũng là một cái nhưng mà tốt mà, cái này là rất tốt luôn á. Bây giờ mình nói ưu điểm đi, mình nói khuyết điểm nhiều quá. Ưu điểm thì con được con làm đa ngành nghề, thì con học đại học ra xong thì con sẽ không theo ngành của con, thì con học chuyên ngành ngoại thương, bắt đầu kinh doanh đồ ăn vặt. Con làm review mấy cái homestay rồi làm marketing đó cô, hướng dẫn viên du lịch mà kiểu tại con thích là take care mọi người, cho nên đó là con hay đi tổ chức các tour đi để nấu ăn cho mọi người, để kết hợp làm từ thiện. Nói chung là nếu mà vợ con sau này được nhờ con nhiều lắm đó. Chào anh. Ôi ôi xinh quá. Con nói cho ổng nghe đi là cái ưu điểm của mình là gì và khuyết điểm của mình là gì. Ưu điểm của con thì con rất là hòa đồng và con rất là vui tính, hòa nhập rất là nhanh so với mọi người. Tại vì công việc của con là nhân viên kinh doanh nên là con cũng chủ động. Con thì nấu ăn cũng gọi là ngon, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm thì con hay quên, hơi hậu đậu, hơi khó tính. Nhà gái con mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì con có một mối tình hồi sinh viên. Rồi, con cũng có một cái giống như bạn là con hay hậu đậu, con kinh doanh buôn bán á. Nhưng mà con quên thu tiền rồi. Thì hai đứa cùng hậu hai đứa cùng hậu đậu thì chắc chắn sẽ có hậu quả đó. Bạn trai là có mấy mối tình rồi? Dạ con có 3 mối tình. Dài nhất là bao lâu? Dạ dài nhất là 1 năm. Như vậy là mình lý do gì mình chia tay? Ngành của con là con thường đi công tác, con đi suốt à, về quê trồng rau rồi các thứ vậy đó. Bên nhà gái đang tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì em không cần phải quá đẹp, chỉ cần em nhìn thấy có cảm mến là được. Cảm mến là như thế nào bạn? Có nghĩa là nhìn thiện cảm với nhau là được rồi. Nhưng mà bạn có thích 6 múi hay là gì không? Cái này thì em thích một cục hơn là 6 cục. Thích một cục hơn. Tại vì em thì không có thích quen chơi á, quen tạm á. Nếu mà thời gian mà con 23, 24 tuổi thì con sẽ chọn người đẹp. Còn bây giờ? Còn bây giờ 26 tuổi thì chọn người có chí hướng. Anh hãy là anh đi. Tìm mẫu hình lý tưởng thế nào diễn tả cho bạn gái nghe đi. Thật ra cũng không có mẫu hình nhưng mà con lại thích mấy bạn mẩm mỉm xíu rồi da hơi trắng, cười dễ thương, mặt đúng vui rồi đó vui con, y chang đó. Số con nha, cô nói thiệt con á, làm như là trời thương con á, nghĩ trong đầu là nó hết 99% luôn. Cưng lắm. Xíu mở rào liên cho con coi, bây giờ là rất là cưng luôn. Con đi với ai? Dạ con đi với chú ạ. Trước đây là xin chào chương trình, là thứ hai là cũng nói sơ về chút xíu và về việc là một mẫu người rất là nghiêm túc trong vấn đề là làm việc về cái giờ giấc, cái mà sắp xếp công việc đó, rất là ok. Riêng về cô bên đây thì chú nói thật cái việc thì là riêng chú là chú nhìn là chú ok đó, còn không biết con thì sao. Rồi cảm ơn chú. Con đi dài. Hôm nay con đi với bạn đồng nghiệp ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con là đồng nghiệp cũ của chị Vi. Chị Vi ơi, em thấy là anh bên đây chắc được 90% tiêu chuẩn của chị rồi đó. Với cả là em thấy là tư duy của anh cũng mở, cũng vui vẻ, hoạt bát, khá là trùng khớp với ý tưởng của mình ban đầu. Cho nên là nếu mà có cơ hội thì em nghĩ là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm về sau. Rồi. Bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ tự quyết định nha. Mở rào. Bắt đầu đi việc. Là không ngờ bạn ăn hả?
Thì tùy con thôi, con không mời ai con mời. Chú ngồi đây chú bực lắm á, chú nhìn. À, nhưng mà con mời chú nhìn cái dâu trước rồi, hả? Con phải mời chú dâu. Con mời kính thảo, kính lão đắc thảo. Rồi, cảm ơn con. Con khoái này lắm nè. Con mời cô. Ai làm gì làm đi. Rồi, cô cảm ơn. Đó. Dạ. Rồi. Wow, mời bạn. Hai đứa này nói là... chuyện vui nha. À... mời em chứ mời bạn gì em. Mời, mời em. Mời em. Dạ ua với lại cơm trái này là cái sản phẩm anh đã kinh doanh được 5 năm rồi. Vì vì yêu nó cho nên là không có thời gian để kiếm bạn gái, cho nên là bây giờ anh sẽ hy vọng là sau này sẽ trao được nó cho em để em quản lý nó. Với lại nhà anh đang thiếu một người quản lý kinh doanh. Rồi đó, rồi việc bỏ ở đây cho bạn đi. Còn quá. Ở đó hai đứa nói chuyện nha. Con ơi, hay là giờ mình mời mỗi người cái ăn cho có đồng bọn đi. Dạ. Vậy đi. Đó, dạ, là chú ấy xem cho các. Thì tại vì mình là kinh doanh á, nên là mình cũng thích ăn nói, nên là mình nghĩ là kêu việc sách này thì nó hợp với mình đó. Kêu ăn nói sẽ có được thiên hạ, còn bây giờ mình đó, bên đây nè, bên đây nè, nó cho bên nhà gái. Còn nói này chứ con tặng bạn bầu với bạn gái luôn nè. Cái này là rau sạch đó, mình rất là thích làm trồng rau luôn á. Cuối tuần thì mình thường hay về quê á. Xong cái mình trồng rau với lại nuôi mấy con gà. Nhưng mà đáng lẽ hôm nay là đủ 10 trứng mà hôm nay nó không đẻ, cái nó còn có 9 trứng. Con chờ hoài mà nó không đẻ, xong cái con đi lên đây sợ trễ giờ á. Cái còn có 9 trứng là bạn đừng nói mình keo kiệt nha. À rồi ôi. À, rồi, giờ đi phần ăn uống đã xong. Nhưng mà chờ, đợi con. Đúng hả? Con cỡ nịt bụng mà con mau quá rồi. Trời đất ơi. Thiệt đúng là thiệt, có thật thà dễ sợ luôn. Tính cỡ bụng cái đây. Được chưa? Con sợ là bạn thích cái bạn sáu muối á, cho nên là con mang. Con mang cái nịch bụng nhưng mà cái bây giờ cả, thấy cái mi thấy bạn thách một muối cho nên là giờ tự tin rồi cỡ ra. Trời trời ơi, con coi đó, nói gì con mà nó nịch cái kia. Nãy giờ con cũng thông minh à, chứ nếu mà con không mở ra là một hồi con xỉu tại đây mà mọi người không ai biết nguyên nhân luôn. Trời đó ơi, nó thở nó chuyện không nổi luôn. Bây giờ nó đem qua cho cô Hồng Vân đeo đi con. Nè xin lỗi Linh nha, tôi là Nature nghe, có sao nói vậy nghe, không bao giờ tôi xài nịch bụng. Vi đó, cảm nhận Vi thế nào? À, Vi mũm mỉm. Vi xinh đó Việt. Sao ta? Bạn nói đi, tôi không biết nói gì. Mình có sẵn sàng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hay không? Hay là mình lại lướt qua thêm một mối tình gọi là mối tình thứ tư? Đối với mình á, thì xưa giờ khi mà mình bắt đầu một mối tình nào đó thì mình cũng không nghĩ đó là mối tình để lướt qua. Mình luôn luôn chú trọng vào đó. Nhưng mà đối với con á, sống không phải là tình yêu là tất cả mà cần phải hòa hợp để tiến tới hôn nhân. Thì những mối tình trước thì mình cảm thấy là chưa hợp với mình. Mình nói trước là tại vì mình không có quá nhiều thời gian mà giống như là tuổi trẻ là để mỗi ngày phải chở bạn đi ăn, đi uống hồi này đó. Nhưng mà mình sẽ lúc mà thời gian mà mình rảnh á thì 100% mình sẽ bỏ cái điện thoại và mình không dùng tới điện thoại để mình có thể bên cạnh người mình yêu. Cái đó là cái cách mình có thể chờ người bạn gái của mình. À, trước đây có một người từng nói với mình đó là họ có một cái thứ mà người ta không cho mình được. Thì mình mới hỏi đó là gì. Thì người ta mới nói đó là sự quan tâm. Mình cần người ta quan tâm nhưng mà người ta có người ta không cho mình. Mình cảm thấy là nó không phải là vì mình, nên là người ta ích kỷ, nên là mình không tiếp tục cái tìm hiểu cái người như vậy. Mình hỏi cho rõ là mình không cần một người luôn luôn ở bên mình. Tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hết. Nhưng mà một người mà người ta biết cân bằng, chứ không phải lúc nào cũng em muốn gì anh đáp ứng, không cần cái điều đấy. Mình có ngại khi quen một người nhiều tuổi hơn không? Đó là gu của Việt. Ồ, gu của Việt luôn hả? Yeah. Con rồi, lúc nào cũng thích máy bay á. Trời ơi. Em có suy nghĩ gì? Gì khi mà thấy anh có mập không? Không, vấn đề mập ốm nó không phải là vấn đề. Em thì trong bản đăng ký em có nói là em thích người lớn tuổi hơn em. Tại vì họ có suy nghĩ chín chắn và em học hỏi từ họ. Nhưng mà lên đây là bạn anh đây là coi như là bằng em đi. Thì em không biết là cái suy nghĩ của bạn có chín chắn hay chưa. Nhưng mà cái định hướng của bạn thì không phải ở cái tuổi này, không phải ai cũng làm được. Mình đi làm từ thiện thì mình rất là thích điều đấy. Còn cái vấn đề ngoại hình thì nó không có là cái gì hết. Chúng ta giao lưu một chút xíu về cảm xúc với nhau tiến tới.
nói câu nào đó hoặc hát một bài nào đó tùy cảm xúc của mình. Con không biết hát. Đấy. Nắm tay con đi. Con nói gì nói. Mạnh mẽ lên nào. Cho tay cùng đi mà kéo quần hoài vậy. Rồi. Đó. Đó. Bây giờ Việt muốn nói gì với Vi, Việt nói đi. Đó, đó, đó vậy đó. Thấy tay em nắm không? Anh kiểu ở ngoài á hay xàm lắm á, kiểu khùng khùng vậy, nhưng mà ở trong thì cũng hơi ấm áp. Thì với lại anh hay khùng khùng, có những mấy chuyện mắc cười lắm, nhưng mà nếu mà em chịu được cái người nhây nhây thì bấm. Vi hát đi, Vi hát chút cũng được nữa Vi. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dân trao, và em gọi anh trong anh sao, chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Hay quá. Quyền quyết định là của các bạn. Để tay vào nút bấm đi. Các bạn đủ lớn để quyết định điều đó. 3 2 1 hết thời gian. Các bạn chúc mừng. Các bạn đó, hốt được hàng rồi đó, nắm tay đi. Này. Nắm tay. Đó. Cô gái là chững chạc hơn đấy. Việc có thể là do buôn bán, là do quá nhiều công việc ngoài. Cố gắng mình chững chạc chút xíu nữa. Hai bạn mà kết hợp với nhau thì mỗi người sẽ bổ trợ cho nhau rất nhiều. Hai đứa cố gắng nha. Rồi, bây giờ xin phép. Con xin phép bác. Hung em. Chào con hung em. Hung ta hả con? Hung má. Thôi nhưng mà dán cái tóc lên hung má. Hửi tóc hay gì? Để lát về nhà hung. Không, cái phọt mắt ta là phải vậy. Em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy, năm nay em 29 tuổi. Em ở Bình Chánh ạ. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là làm... Em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ. Về cái khoa nào? Dạ, em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim, năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Thủy Kim. Hợp lý nha. Kim sanh thủy đó ha. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Còn anh trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên.
và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi trộm ấy ha? Dạ, mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bây giờ thì em cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình anh. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ, mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ, do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi, tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ, cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được với nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Em làm cái nghề của em á, dạ, có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và em sẽ tiếp. Và nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề, nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, vị trí của em chắc không có ạ. Dạ, em trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm, lúc em còn học sinh. Mối tình thứ nhì là được 2 năm. Chia tay lâu chưa? Dạ, chia tay cách đây 3 năm. Lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh ấy bị bắt là phải nấu cơm, ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mọ chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn, nhưng mà để mà làm như một bữa ăn thịnh soạn mình như vậy, dạ, thì là thì là em sẽ không có thể theo nổi bên ông. Dạ, ấy chào anh. Xinh gái xinh đẹp quá đây. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Dạ, một cái người chụp điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ, bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Yeah. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy. Yeah. Mà mình nghe hết. Yeah. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Yeah. Thôi cũng thông cảm nha. Yeah. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao mét trên 1m65. Ngoài hình thì nhìn được là được. Và quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em, để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ, em không thích ở đàn ông là hút thuốc, nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ, dạ em... chị không dân. Sao nè, có hút thuốc không nè? Dạ, có hút xả dao chị. Xả dao là nhiêu nè, ngày nhiêu điếu nè? Dạ, khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 điếu, thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ, xả dao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Xả dao là điếu thôi. Nhưng mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Dạ. Rồi là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ, em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc với lon bia đó. Dạ. Em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, lại hòa đồng vui vẻ, rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên kia là dư luôn đó em. Có muốn bạn nó giỏi việc nước đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy, nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Nói nghe nè, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên, rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu á thì em thấy làm sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Được, thích chứ, em thích gái đẹp chị. Bây giờ con gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết rồi, 1m50 dạ, giờ sao? Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Còn em có mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ.
Tôi thấy là được đó, ổn nên đó. Nên hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui, hòa đồng với mọi người. Thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, hai đứa con là trai, Kim là anh. Thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tại vì nó cũng là ngay quốc lộ 50. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Mẹ cũng đẹp quá nha. Em là trời tiêu, em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Sao này giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em là chị họ của Thủy. Qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn, tính tình thì cũng dễ gần. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Rồi vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Kim sanh Thủy. Em chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em có món quà. Dạ rất vui được gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cho em món quà em tặng. Dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì ạ? Gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ nước hoa, nước son ạ. À. Son rồi đến kẹp chì mắt. Dạ. Thì hả? Dạ. Dạ em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng cho người ta toàn những cái đồ. Em cũng có một món quà tặng anh và trong đó có một bức thư. Em có đó là những lời em gửi gắm tới anh. Cảm ơn em. Dạ. Anh có mở ra đọc được không? Dạ, anh có thể mở ra đọc cho mọi người coi ạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Tốt rồi. Lần đầu tiên em anh em có cảm giác như thế nào? Dạ em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ. Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Cũng có nét giống mẹ anh, như chị Hồng Vân đã nhận xét. Dạ. Sở thích của em thường thường là thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Mình nấu những bữa ăn cùng với gia đình. Ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. Anh thích đi chơi lắm, nói chung anh thích la cà, dạo phố xong vòng Sài Gòn. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu, còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em, ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến lên và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Nếu như hai đứa chung một nhà, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình. Anh đều thương như nhau. Đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì mẹ mang bầu em và khi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau. Dạ. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình.
Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Bây giờ thế này nè, mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi, để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Tươi quá, mặt tươi rồi rói vậy thiệt á. Lắm hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo, chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh, tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều, từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thủy đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô Gái Ngành Y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non, ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi nhẹ nhàng dịu dàng, cô gái ngành y. Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt áo luôn rồi. Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không còn bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Ý nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm, nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đùm bọc con. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái, cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là được con hẹn hò với con của cô thì cô thương con như con gái. Quá trời hay luôn rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Để xin phép chị cho em hôn cái dễ thương lắm á. Dạ, anh nó run quá, anh run cầm cập. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Dạ. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ. Điểm mạnh của em là em biết bay quá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính nha. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ là hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi ngồi xuống đi. Mời nhà gái. Để đây này đúng rồi. Rồi bây giờ thì bạn trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em tên Đại Phi, sinh 1984, quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha.
Đại Phi làm công việc gì? À, em làm cơ khí tại nhà. Cụ thể là Đại Phi? À, máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. À, làm ở quận mấy? À, Bình Chánh. Rồi, mời nhà gái. Ờ, nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quay em lại tuột ơi chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Ừ. Anh Huyền Linh, anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em, hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ lại hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị, có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em mà hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều lắm. Rồi chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, 6 năm với lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì, có khá lên chưa? Cũng được thôi chứ cũng không có khá gì. Được thôi, anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Dạ hai mối tình này á, cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị. Phải về quê lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái. À dễ thương. Đó, anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống nhau một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mỗi 8 năm. Mỗi hai bên đây mỗi 6 mỗi 4 là cũng chục năm yêu, có tờ gọi kinh nghiệm trong thâm yêu đương rồi. Thâm niên về tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật, chân thật thà cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được mà mình phải làm được, thà mình không nói. Đúng rồi, nói thì phải làm. Dạ. Không nói cũng phải làm. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Cô tay sạch xinh luôn. Sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bà nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì chứ? Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Cao bao nhiêu? Thì cao. Tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình, nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi.
bao nhiêu phần trăm có cái đòi hỏi? Chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% có. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Ừ. Bây giờ mình cho gặp bây người thân đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? À, em đi với lại ông chú, ông anh, với lại thằng em gửi lại nhỏ cháu. À, dạ, mời nhà trai. Kính chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Bên nhà gái cũng toàn thể thính phòng đây. Dạ, em là anh của Phi. Đàn gái thì thấy có vẻ như là hợp theo những cái nhu cầu của em Phi, cũng giống được trên 80%. Cũng vui vẻ, nhiệt tình, cũng nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọi là cá tính. Thành ra như vậy thì có thể giúp đỡ Phi nó vững chạc hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi, xin mời nhà gái. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Và MC Quyền Linh. Dạ, chào cô. Chào quý khách. Cô thấy đàn trai thế nào? Thấy thì cũng được, cũng biết lo làm ăn. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và dạ, chào tất cả mọi người. Con là em của chị Mai. Về cái ngoại hình đó thì hình như là anh hơi thấp. Tính cách thì có vẻ cũng rất là thẳng tính và cũng như là cái gì ra cái đó, tại mình làm cơ khí mà. Thì về cái mẫu mà chị em, trong cái suy nghĩ của chị em á, thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70%. Thì một chút mở ra thì chị xem và suy nghĩ và cũng có thể cho anh này một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi. Thôi, thế thì ta mở rào thôi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Phi. Anh cũng có món quà này tặng cho em. Dạ, em có món quà tặng cho anh. Rồi. Kẹo. Dạ, cái này là do tự em mai luôn á anh. Thấy đẹp mở em ra. Không biết anh mặc vừa không, tại em chỉ mai theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ mai nó sẽ vừa với anh. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đâu, hai đứa mặc vô thử coi vừa không. Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ em luôn. Em thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Ủa chết cha. Chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới. Em mai là cái bự. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô ha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Áo khoác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Yeah. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Anh thấy em như thế nào? À, dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết luôn. Thấy em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là cái duyên. Dạ. Thì được thì mình cho nhau cơ hội. Em nói về quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn gái nghe đi. Dạ, quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến, góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, đúng rồi, buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Vậy thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết đi, nếu như em có vợ có con
em sẽ chăm sóc vợ con thế nào? Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con, thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm á. Có duyên đó ha. Hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em bữa nào rảnh. Chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về, thì em rảnh buổi tối anh. Thì chủ nhật nữa anh. Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó, nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi, thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Được rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút, để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại, tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm đi. Tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. Xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em. Con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường. Cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai tới mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin đúng chào đó. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hung tí. Cho con xin phép bác cho con hung Mai. Em cho anh hung đi. Thấy sao? Cảm giác trong lòng thế nào? Thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá. Hạnh phúc ha. Hạnh. Con hai đứa ôm chặt cái coi cảm xúc thế nào. Ôm chặt cái thế nào. Chặt vô gì đâu. Ôm gì mà ôm gì lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó. Hãy giữ trọn cái vòng tay đó. Giảm cái vòng eo lại. Điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính nha. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu. Chứ là hơi nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị. Có thể một phút em nguội được. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi ngồi xuống đi. Mời nhà gái. Để đây này, đúng rồi. Rồi bây giờ thì bạn trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em tên Đại Phi, sinh 1984, quê quán sống tại Sài Gòn. Đại Phi hả? Dạ. Bên kia có Đại Kê đó. Đại Kê phần 1, phần 2. Bên đây có Đại Phi nha. Đại Phi làm công việc gì? Em làm cơ khí tại nhà. Cụ thể là gì Đại Phi? Máy móc với lại làm mấy nhà xây dựng. Làm ở quận mấy? Bình Chánh. Rồi, mời nhà gái. Rồi nhà gái ơi, em có rung không vậy? Dạ. Rung không? Dạ, mỗi lần em rung mà ai quy em mới lại tuột ơi chị. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Anh Quyền Linh. Rồi em. Anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay. Em tên là Phan Thị Tuyết Mai.
Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước ngọt giải khát. Em có cái điểm mạnh, điểm yếu gì em giới thiệu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em biết bay vá. Tính tình của em thì hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, cũng thẳng tính. Điểm mạnh cũng là điểm yếu luôn chị. Nếu như mà nói chuyện với ai đó, một câu nói nào đó, người nào đó hiểu mình, người ta cảm thấy người ta thích mình lắm. Còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý mình, người ta thấy mình thẳng quá, người ta mất lòng người ta đó chị. Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ, em hơi hậu đậu chị. Hậu đậu chứ lại hay nóng tính nữa. Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng dữ lắm, nhưng mà em nguội nhanh lắm chị, có thể một phút em nguội được. Nguội liền. Dạ. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Còn khuyết điểm của em thì hơi nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ. Anh thấy em nói ít mà. Tại chưa gặp đối tượng, gặp đối tượng nói nhiều lắm. Rồi chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, 6 năm với lại 4 năm. Thì cũng hoàn cảnh khó khăn thì cũng chia tay. Bây giờ hoàn cảnh của em thế nào? Thì, có khá lên chưa? Cũng được thôi chứ cũng không có khá gì. Được thôi, anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha. Cố lên. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình chị. Một mối tình là thời học sinh, sinh viên á chị. Với một mối tình là cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm? Dạ. Quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7-8 năm chị. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Dạ hai mối tình này á, cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị. Tại vì hai người đó ở xa, ở quê á chị. Quê là ở đâu mà địa lý xa? Dạ ở miền Trung. Miền Trung. Miền Trung mà em ở Sài Gòn đúng không? Dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng hai người cứ kéo qua kéo lại thì anh ấy là con một á chị. Phải về quê lo cho ba mẹ. Em muốn kiếm một người gần gũi ở đây nè, qua lại hai bên gia đình. Em gái. À dễ thương. Đó, anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh. Đúng rồi. Giờ anh coi bên đàn trai anh với bên tôi có gần em không? Ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức anh. Thủ Đức bên đây là Bình Chánh cũng không có xa. Nói chung là ở chung một thành phố này cũng không có xa gì mấy, vậy là được rồi. Em với bên đây giống nhau một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết. Bên đây mỗi 8 năm. Nói hai bên đây mỗi 6 mỗi 4 là cũng chục năm yêu, có tờ gọi kinh nghiệm trong thâm yêu đương niên, rồi. Thâm niên đúng về rồi. Tình yêu. Thôi giờ mình bỏ qua những cái cũ đi, mình bắt đầu làm lại từ đầu ha. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ em thích người đó là chân thật, chân thật thà cái anh. Với lại đừng có nói quá nhiều. Với hai nữa là phải có trách nhiệm với lời nói mình. Mình nói được mà mình phải làm được, thà mình không nói. Đúng rồi, nói thì phải làm. Dạ. Không nói cũng phải làm. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Dạ sạch sẽ. Trai dở dơ lắm sao mà. Sạch sẽ không? Cô tay sạch xinh luôn. Sạch sạch. Người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó. Sạch hơn anh luôn. Rồi gì nữa? Dạ ga lăng phóng khoáng một tí à. Ga lăng phóng khoáng hả? Ga lăng là ok luôn. Ga lăng ha. Mà ga lăng với người của mình thôi nha. Ga lăng người khác là cũng mệt lắm á. Có mấy bà nói anh mà ga lăng với người tôi được, ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á. Em ơi, em mong muốn người bạn gái của em phải như thế nào? Thì tròn tròn tới mới xứng với mình. Tròn tròn xíu chị không? Đứng kê bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì chứ? Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Cao bao nhiêu? Thì cao. Tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận, trời ơi ngon lành. Gì nữa nè? Thì biết lo làm ăn với lại biết lo cho gia đình, nó lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi. Bao nhiêu phần trăm có? Dạ, cái đòi hỏi chắc tồn tại em chắc phải 99%. 99% người ta khẳng định những cái điều em nói là 99% có. Ok. Vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi. Bây giờ mình cho gặp bây người giờ thân đi. Người thân đi, gặp rồi. Người thân. Em đi với ai vậy? Em đi với lại ông chú, ông anh với lại thằng em gửi lại nhỏ cháu. Dạ, mời nhà trai. Kính chào anh MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Bên nhà gái cũng toàn thể thính phòng đây. Dạ em là anh của Phi. Đàn gái thì thấy
có vẻ như là hợp theo những cái nhu cầu của em Phi, cũng giống được trên 80%, cũng vui vẻ nhiệt tình, cũng nhưng mà cũng có một chút xíu gì đó gọi là cá tính. Thành ra như vậy thì có thể giúp đỡ Phi nó vững chạc hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Xin hết. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em trai và bạn thân của em. Rồi, xin mời nhà gái ạ. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ. Và MC Quyền Linh. Dạ, chào cô. Chào quý khách. Cô thấy đàn trai thế nào? Thấy thì cũng được, cũng biết lo làm ăn. Nếu mà đây mà là con rể của chị thì chị ưng không? Dạ ưng. Ưng hả? Đó. Dạ. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào tất cả mọi người. Con là em của chị Mai. Về cái ngoại hình đó thì hình như là anh hơi thấp. Tính cách thì có vẻ cũng rất là thẳng tính và cũng như là cái gì ra cái đó, tại mình làm cơ khí mà. Thì về cái mẫu mà chị em, trong cái suy nghĩ của chị em á, thì em nghĩ là anh đây có thể đạt tới khoảng 70%. Thì một chút mở ra thì chị xem và suy nghĩ, và cũng có thể cho anh này một cơ hội để mà làm quen với nhau. Rồi, trời ơi. Thôi, thế thì ta mở rào thôi nào. Mở rào. Bắt đầu đi Phi. Anh cũng có món quà này tặng cho em. Dạ, em có món quà tặng cho anh. Rồi. Kẹo. Dạ, cái này là do tự em mai luôn á anh. Thấy đẹp mở em ra. Không biết anh mặc vừa không, tại em chỉ mai theo cái suy nghĩ của em á. Rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ mai nó sẽ vừa với anh. Trời ơi, trồng vô thử coi nó có vừa dặn không, đúng sai không? Hay quá vậy. Đâu, hai đứa mặc vô thử coi vừa không. Còn vừa đưa tôi. Phi thích cái màu này không? Dạ thích, cũng hợp. Màu này dễ thương quá, màu ngọt ngào dễ sợ em luôn. Em thích màu xanh dương. Chị cũng vậy, chị rất thích màu xanh. Rồi, như vậy là bạn y chang trong cái tưởng tượng của bạn gái rồi. Trời ơi. Ủa chết cha. Coi như là ở trong mình mặc cái mới. Em mai là cái bự. Tại vì em không có biết được mẫu người, em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi. Thôi coi như ở trong mình mặc áo thun, ngoài mình khoác này vô ha cưng ha. Nhìn đẹp. Ừ. Áo khoác là đẹp. Mai mốt em sẽ mai anh cái mới. Đúng rồi, nhưng cái này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Dạ. Yeah. Rồi, mình ngồi về ghế, mình nói chuyện với nhau đi nào. Dạ, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh đẹp trai, hiền. Anh thấy em như thế nào? Dễ thương. Thấy cũng vui vẻ. Em vui lắm anh. Anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á. Vậy là em hợp với anh. Anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết luôn. Thấy em cũng dễ thương. Thì mình tới đây cũng là cái duyên. Dạ. Thì được thì mình cho nhau cơ hội. Em nói về quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn gái nghe đi. Dạ, quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà, thẳng thắn. Anh em cũng giống anh á, em thích thẳng thắn, có sao nói vậy. Nói chung là hiểu nhau, quan tâm nhau, chăm sóc cho nhau, nghe những ý kiến rồi góp ý kiến với nhau. Đúng rồi. Thì mình có sao cứ nói vậy, cứ nói thẳng, đúng rồi, buồn gì đừng để trong lòng, cứ dạ. Nói ra để hai bên được chia sẻ buồn vui. Mà em thẳng quá anh đừng có giận nha. Anh là đó tới giờ không biết giận ai. Vậy thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được. Thì chắc cũng muốn lắm á. Muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận. Em nói với cô đó biết là nếu như em có vợ có con em sẽ chăm sóc vợ con thế nào. Thì nếu mốt anh có vợ có con thì anh cũng lo lắng cho vợ con, thì giống như vợ mình thì không thiếu thốn hơn người ta. Anh ơi, em có tính hậu đậu anh có ngại không? Cái đó anh thích lắm á. Có duyên đó ha. Hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi. Thì nếu em hẹn hò em bữa nào rảnh. Chung thì bình thường em đi làm chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh. Thì chủ nhật nữa anh.
Vậy thì có dịp thì chủ nhật cuối tuần mình hẹn nhau uống nước. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới nắm tay bạn gái ha. Hát một bài nào đó, nói gì đi. Thì nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi, thì nếu được thì em cho anh cơ hội. Dạ. Được che chở cho em. Dạ. Hết cuối con đường. Dạ. Này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con, dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi. Rồi, về vị trí đi các bạn. Được rồi. Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra. Bấm nút, để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự, nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại, tôi bấm luôn. Bấm ngay tức khắc. Một, còn hai. Nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác. Nào. Một. Rồi đó, không khỏi đếm đi. Khỏi đếm đi. Tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi. Chúc mừng. Đấy, nắm tay nhau. Bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên. À, xin phép bác, các anh, các chị cho em được quen em. Con hứa với bác thì con sẽ lo cho Mai hết cuối con đường. Và cho Mai được hạnh phúc. Lo cho Mai tới mốt luôn. Mai mốt. Đây, cưng nói gì với gia đình có anh ngồi kìa. Dạ, xin được chào. Đó. Dạ, chú cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới cái đích. Xin phép mẹ cho hung tí. Cho con xin phép bác cho con hung Mai. À, em cho anh hùng đi. Thấy sao? Cảm giác trong lòng thế nào? À, thấy tim còn đập lẹ quá. Lẹ quá. Hạnh phúc ha. Hạnh. Con hai đứa ôm chặt cái coi cảm xúc thế nào. Ôm chặt cái nào. Chặt vô gì đâu. Ôm gì mà ôm gì lơi lả vậy trời. Ôm chặt vô nào. Đó. Hãy giữ trọn cái vòng tay đó. Giảm cái vòng eo lại. Con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình 20 giờ đó cô. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiện về giữa đêm, anh cô chạy đến bên mà sao xa mãi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em chào anh Linh, em chào chị Vân. Chào em. Toàn thể khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Em là Ngô Hồng Đức, hôm nay 24 tuổi, nghề nghiệp là bộ đội. Hiện tại em đang công tác tại phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Em đến đây... Mình đây tìm người yêu đúng không? Dạ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân coi nào. Dạ, trước hết thì cho con xin phép được chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào người bạn ở bên kia. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thúy Duy, năm nay con 25 tuổi và con đến từ vùng đất Kiên Giang ạ. Và hiện tại thì con đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là con là biên tập viên trong một tạp chí ạ. Mà tại sao Thúy lại thích có chồng là bộ đội? Thật ra thì trước đây thì mơ ước của con được thi vào trong quân đội cô ạ. Tuy nhiên thì có một cái khiếm khuyết về chiều cao thì nên là con không có thể tham gia thi được. Và con muốn tìm một người nữa còn lại của mình là thực hiện ước mơ cho mình ạ. Với hai nữa là quân đội thì mình cảm thấy các anh rất là kiểu như là rất là chững chạc và chín chắn, có thể cảm giác được mình được bảo vệ á cô. Bây giờ Đức giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nè. Về cái ưu điểm của em thì làm được những công việc như nội trợ trong nhà.
nội trợ nấu nướng ha. Dạ, nấu ăn thì em không có nấu được, nhưng mà giặt giũ chén bát nhà cửa lo được. Nếu của em thì hay rụt rè, như hiện tại trên đây là rụt rè. Dạ, gặp đối phương thì em nhét. Có hút thuốc hay là có rượu bia gì không đó? Em không có rượu bia, hút thuốc thì lúc trước em có hút mà rồi bỏ rồi. Bên đàn gái cho chúng tôi biết ưu khuyết điểm chút xíu đi nè. Ưu điểm của con là một người khá là hoạt bát, vui vẻ. Và cái hai nữa là con là người có tính tự lập khá là cao. Và con rất là thích tạo động lực cho người khác. Mỗi khi mà người khác vui á, thì mình cũng có động lực và mình cũng có niềm vui ạ. Còn một trong những cái khuyết điểm lớn nhất của con đó có lẽ là con mù đường ạ. Thật ra thì khi đi đường mà con mà không bật Google Maps là kiểu gì con cũng không định vị được cái phương hướng để mình đi ạ. Cái điểm yếu thứ hai có lẽ là hơi khó tính một xíu ạ. Thiên về hơi một cái hướng đó là truyền thống và sống trong môi trường hiện đại thì con vẫn là hòa nhập với môi trường hiện đại. Tuy nhiên thì truyền thống thì vẫn tôn kính gia đình nè. Vẫn là lễ phép kính trên nhường dưới thì điều đó là con vô cùng quan trọng ạ. Rồi, dạ. Trời, cái đó là quá hay luôn đó. Dạ. Vậy thì là sẵn đây là con nói luôn về cái tình sử của mình đi, con có mấy mối tình rồi? Thật sự là chưa có những cái mối tình gọi nào là chính thức, nhưng mà có những cái mối tình mà con gọi đó là mối tình hoa 10 giờ á cô. À vậy hả, sớm nở tối tàn á hả? Dạ đúng rồi ạ, chỉ là mối tình thời cấp 3. Say nắng đồ này kia dạ, nọ. Dạ, dạ đúng ạ. Đó, nhà trai ơi nghe chưa? Cô gái bên đây coi như là chưa yêu đó. Chưa có mối tình nào hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Mối đầu tiên thì hồi cấp 3. Mối tình thứ hai em thì cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là em đi học ở xa. Em học ở đâu? Em học tại Nha Trang, mới ở Tây Ninh. Vậy là yêu xa ở đó, bây giờ Đức yêu vẫn xa. Ở Tây Ninh. Bây giờ nó cũng xa đó. Con quan niệm như thế nào? Con có cảm giác là mình có thể chấp nhận được yêu xa không? Có chịu đựng được không? Trong tình yêu con không có quan trọng đó là khoảng cách. Tại vì khoảng cách và cái thời gian nó chưa quyết định được gì. Nếu như mà hai người thật sự thấu hiểu cho nhau, đồng cảm và chia sẻ cho nhau những khó khăn, thì đó là cái điều quan trọng nhất để giữ cái tình yêu lâu dài. Con hình dung cái người yêu của con phải như thế nào? Con cũng không có quá đề cao về ngoại hình đâu cô ạ. Chỉ cần cao trên 1m65 là được ạ. Dạ, dạ. Cao 1m65 hả? Dạ. Anh này hơn 1m65 nữa. Thân hình hơi ốm ốm một xíu chú ạ. Ốm ốm chút xíu hả? Này cũng không được ốm lắm. Nói chung là tròn tròn. Dạ, tròn tròn thì dễ thương. Nhẹ nhàng thôi, không có mập dạ. đâu. Sao nữa nè? Dạ. Con thì không có thích cái kiểu mà theo cái mốt hiện đại bây giờ là kiểu mà tóc mà cứ highlight highlight xong rồi cắt tỉa sọc sọc ngang ngang á. Là yên tâm quân đội là mấy cái đó dạ, khó rồi. Gương mặt ưa nhìn là được. Con không thích điều gì ở đàn ông? Cái điều mà con không thích nhất đó là vô tâm, với hai nữa đó là sự lừa dối. Và đặc biệt là nếu như mà người đàn ông có một sở thích đó là tứ độ tường thì chắc có lẽ là con rất là thôi, sợ điều đó. Vô dạ. tâm mà lừa dối tứ độ tường đó thôi dạ. Bó tay rồi. Để tôi qua tôi hỏi đồng chí Đức. Đây, đồng chí Đức là hot boy đó. Nhưng mà đồng chí Đức nãy giờ nghe bạn bên đây nói là thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Ví dụ như cao trên 1m65 nè, là mình cao nhiêu? Dạ, em cao 1m72. Rồi, có tứ độ tường không? Sao mà tứ độ tường? Dạ, hỏi chi câu này? Không, mình khẳng định liền không. Cần gì hỏi? Để cho bạn từ đầu rồi. Không? Không. Rồi, bạn có vô tâm không? Làm gì có. Không, không có. Có mạnh mẽ không? Dạ, cái này chưa biết. Có mạnh mẽ là mình phải ăn to nói lớn lên cho bạn gái bên đây tin tưởng. Rồi, bây giờ hỏi Đức mẹ, giờ Đức thích cái người con gái bên đây phải như thế nào? Mà bạn gái cũng không cần phải đẹp quá, đơn giản, cao từ 1m60 trở lên. Có luôn. Không cần mập hay ốm. Vừa vừa người đúng dạ, không? Dạ vừa người. Có luôn. Quan tâm cho người xung quanh đúng xung không? Quanh. Có luôn. Rồi có phải về làm dâu không? Dạ tất nhiên là có vậy. Làm dâu Tây Ninh ha, về Tây Ninh làm dâu ha. Hỏi cô gái kia có thể làm dâu được không? Dạ, nếu mà sống chung với ba mẹ thì càng vui. Vui đó hả? Dạ. Làm dâu ba mẹ, làm dâu quân đội. Dạ. Dạ. Thôi, hôm nay đi, là mình đi với ai? À dạ, thưa cô thì hôm nay con đi với một người bạn thân của con ạ. Rồi, chào bạn rồi. Thân. Xin chào chú Huyền Linh, cô Hồng Vân và các khán giả trường quay ạ. Em là bạn của chị Duy.
nghe chị Vi có vẻ như là lanh lẹ đúng không ạ? Nhưng thật ra là có những lúc rất là yếu lòng thì cái vẻ, cái sự quan tâm của anh đây sẽ bù trừ được cho chị Vi rồi. Và chị cũng rất là thích những cái mẫu đàn ông có thể san sẻ việc nhà đấy ạ. Thì anh đây lúc nãy mới vừa nói xong là sẽ biết giúp đỡ việc nhà đúng không ạ? Thì em hy vọng là sẽ giữ lời hứa nếu như hai người đến với nhau ạ. À, chị em mình có nói với nhau đấy ạ. Thì là duyên thì cứ nhanh cho cơ hội đi ạ. Em đã có người yêu chưa? Dạ chưa ạ. Chưa hả? Dạ. Vậy làm mấy số sau lên đây ngồi nha. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Rồi, em đi với ai? Dạ em đi với Dượng của em. À, đồng nghiệp cũng cơ quan rồi. Bây giờ cho Dượng phát biểu trước đi, xong rồi mời thủ trưởng. Thủ trưởng nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị có mặt ở đây. Mình là Dượng của em Đức. Dượng là anh em cột chèo với ba. Dạ dạ dạ. Đức thì ở nhà thì rất là hiền, nhà thì có hai anh em, mà em thì cách nhau chắc cũng hơn 10 tuổi. Còn ba mẹ Đức thì rất là dễ. Dượng năm thấy thì được rồi đó. Mong rằng ba mẹ con sẽ có được một cô con dâu miền Tây. Dạ, cảm ơn Dượng. Thấy được ha. Mời thủ trưởng ạ. Dạ, xin chào hai MC Huyền Linh và Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay và khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò qua màn ảnh nhỏ. Tôi tên là Quỳnh Trung Hậu, là thủ trưởng của đồng chí Đức. Thì qua cái quá trình mà công tác chung với đồng chí Đức thì thấy là đồng chí Đức là nhiệt tình, năng nổ. Nhưng mà cái nhược điểm thì chúng ta nó thấy đồng chí là hơi rụt rè nhút nhát, cụ thể trước đám đông, mà đặc biệt hơn là phụ nữ. Bù lại là đồng chí này khi mà được giao nhiệm vụ gì thì làm cũng rất là chu toàn, là có trách nhiệm. Hy vọng rằng hai bạn sẽ báo tin vui cho đơn vị sớm nhất. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình nói nha. Bây giờ mình mở rào ha. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Chào em. Thủ tục đầu tiên, quà đi nữa nè, trái tim mang hình viên đạn. Khi nào mà mở rào ra mà hai cặp mà nối là mình biết là có tín hiệu rồi đó. Muốn quà này. À dạ em cảm ơn anh ạ. Ở đây thì em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là đặc sản của quê em. Thì tặng anh một chút vị mặn của Kiên Giang nha. Và cái thứ hai nữa thì em tặng cho anh một cây bút. Em là biên tập viên thì chuyên viết về rất là nhiều. Tuy nhiên thì muốn anh là luôn mang theo bên mình, đặc biệt là note lại những cái gì mà anh sẽ quên. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, Đức ơi, Đức nói cho bạn biết sao mà Đức tặng đồng hồ vậy? Dạ, cái này món quà của em làm thì đây là nó là hai cái trái tim lớn nhất, nó đầy đặn nhất thì em dành cho bạn, còn nửa trái tim còn lại thì của cả hai. Đó nha. Yeah. Lần đầu tiên anh gặp em dễ thương hơn anh tưởng tượng. Dạ. Em cảm ơn anh. Còn cái cảm nhận đầu tiên của em khi mà được mở rào ra thì thật sự là nhìn anh rất là chín chắn. Cái thứ hai nữa là nó toát lên một cái gì đó sự chân thành, mình rất là trân quý về cái điều này. Anh có thể cho em hỏi một xíu câu hỏi không ạ? Nói lớn lên coi. Em cứ hỏi. Dạ, theo anh cái điều quan trọng nhất trong tình yêu nếu mà chúng ta đến vượt với nhau đó là gì ạ? Theo anh cái điều mà quan trọng nhất khi mình đến với nhau thì cả hai đều hiểu nhau, chia sẻ, quan tâm, vui buồn cho nhau. Dạ. Dạ như thế là đủ rồi ạ. Anh thấy em là một cô gái khả ái, biết chia sẻ, biết quan tâm. Đức mong gì? Đức mong cổ làm sao? Anh mong em là sẽ ở bên cạnh anh. Dạ. Thôi. Không vậy trời ơi. Còn bài hát muốn dành tặng cho em. Ây dạ. Ngày hôm nay. Dạ dạ em sẵn sàng. Đứng lên. Dạ. Tiến về quay hát rồi nghe. Nắm tay hát rồi. Đúng rồi, đó thoải mái lên. Mình nhìn quay. Lên nào. Nắm tay rồi hát rồi coi. Mình giao em luôn. Xin được hát tặng em bài Hình Bóng Của Mây. Nữ đứng lên luôn đó. Dạ. Cho bạn có khí phách coi.
Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Không, hai đứa quay mặt nhau đứng giống chọc cờ quá. Đó, nhìn mặt nhau mà hát cho nó. Thì hạnh phúc với anh chỉ là được bên em yêu thương từng giây phút em đêm, chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi. Nếu không có em trong đời anh thì ngày qua với anh chỉ là kỷ niệm và buồn vui cùng nỗi nhớ ghép lại, những lạc đầu mất một bóng hình. Ngày hôm qua anh tiễn em trên con đường đầy lá bay, những tiếng đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy. Ngày hôm nay nhìn đôi mắt nâu bận chợt gặp nụ cười gương vui, muốn ôm chặt lấy em nhưng sao lại thôi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm, anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại giờ cao đôi cánh tay mà không sao giữ lại, chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa. Trời ơi, yeah, quá dữ luôn. Hay quá à. Dạ, quá dữ. Anh hát hay quá. Rồi, dạ. Đáp lại liền, em gái. Nhưng mà anh hát hay quá thì con sẽ hòm một cái điệu hò ở miền Tây thôi ạ. Hò thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội. Hò chứ mấy sông cũng lội, mấy đèo em cũng qua. Hay. Trời ơi. Dạ. Hò cũng hay mà. Dạ, em cảm ơn anh. Trời. Bấm nút được rồi đó Linh. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nào. Trời ơi Linh ơi. Linh vẫn nghe hai tiếng cạch cạch mình nó vâng thiệt cái muốn hòa vỡ luôn á, thực sự mà nói luôn. Hai nửa trái tim nó đã hòa là quyền với nhau ha. Rồi, bây giờ là đến màn hồi hộp nhất. Đức sẽ đặt nụ hôn đầu tiên lên má của người con gái của mình. Vén tóc nhẹ nhàng. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Bên má nè, đó má nào cũng được, nhẹ nhàng lên má để tự trẻ nó làm đi Vân, mà nó đang rối nên mình phải chỉ không ở má ở má mọi người ơi, ở má chứ không phải là ở trán. Ở trán là giống như là anh hôn em hoặc là cha hôn con vậy đó, còn đây là ở má. Rất là cưng, nhẹ quá nhàng thưa quý vị. Nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng, năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lương làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Lương làm ở quận mấy? Dạ, ở quận Nhất ạ.
Rồi mời nhà gái. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Và con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con là tưởng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào mình làm việc mà căng thẳng ấy, thì thường mình hơi bị stress, mình hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà như lúc đó mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình rung rẩy lên, mình xỉu ví dụ. Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, thấy không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thật sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp là ấy. Hơi gia trưởng đúng không? Đúng không? Con cho nên con đều chia tay. Sau một đó người chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này, đúng không? Dạ. Vậy cái người em đàn ông bên mối đây tình, sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác, bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được parenting cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Người ta xinh xắn nè, trời. Cái gì thương quá trời đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Không được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Con người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói người ta yêu thương. Con gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp một chút thôi. Tóc thì cũng... Sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao không? Bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt nằm nút luôn á. Con gớt nằm nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự một cái có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở đúng tuổi rồi. Trẻ rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào? Cái này để em xem xét lại. Cái này để em xem xét lại. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Lý. Thì theo anh thấy thì bạn Lý cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy. Bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi 2 về 3 nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha. Người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Thank you.
quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? À, hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Tại vì anh muốn em là duy nhất của anh, không còn là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. À, bài đó thì bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Dạ. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Là sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tàu vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời gào. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc nó đeo kiểu gì? Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Ông ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Đó thấy chưa? Đó. Ra rồi giờ không vô có được luôn. Nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha, mà ý nghĩa là răng long đầu bạc á. Đó, răng long đầu bạc rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì. Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có, em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua chỗ đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kiềm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá, gia trưởng. Nên em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe, chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi thường biển. Thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3,5 triệu một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ em nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoài ý muốn. Rồi em mới chuyển về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa. Lúc đó có cái chòi tôm á, mà nhỏ con, hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết. Đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gọi cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết. Nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á, thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi sau khi rồi tiếp tục đi học đại học. Khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à. Còn nhiều là sống ở ngoài đời không à. Mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á. Ghiết hồi nó ra đi luôn, hồi nào không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp với anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau can nhậu đi. Nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà. Nên là cỡ nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Sao hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào, hãy nắm tay hẹn hò với nhau chính thức rồi đó ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. Bè với lại em trong hồi sớm nhưng là anh có thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà. Bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Mời gia đình nhà gái. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Em nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quyền rồi, Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi. Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Gương. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ, dễ bị dụ. Yeah, dễ bị dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên. Dạ, ha. Em cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. Mét 72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chờ. Em. Dạ, chào chị. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chúc em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh, với chào chị Hồng Vân. Dạ, nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Thế chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó, để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi, cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng.
rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh còn anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi xin hẹn. Rồi cảm ơn anh hai. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi xin. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay mong mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ anh thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, đêm bước vào đời. Xin cảm ơn. Rồi. Chào em, em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi. Nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Dạ. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ ở trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau. Thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cứ rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ. Từ ngay sân khấu luôn không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Em giải đổi hôn nhân anh chị, hôm nay em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ sao em cũng tình một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm. Nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá. Tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy. Dưng nghe lời em rồi. Dưng nghe lời em rồi. Trời ơi, phụ nữ vậy. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Bạn tự giới thiệu về mình đi. Dạ em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp. Em sinh năm 87. Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa chị.
Rồi mời bên đàn trai. Lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia, và chào quý vị khán giả. Tôi tên tự giới thiệu, tôi tên Trần Nhân Điệp, năm 1976, 44 tuổi, quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi và làm việc thì ở Trắng Bạc anh. Điệp làm gì Điệp? Em làm bên xây dựng, các bạn làm bên kỹ thuật sắt anh, gia công và lắp ráp luôn. Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi. Em nói về điểm mạnh đi, điểm yếu của mình đi Hằng. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn với mọi người. Còn điểm yếu em là em nóng tính, nói chung em nhút nhát trước đám đông. Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính. Mà dạ. Hằng nhìn xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đặt đồ luôn. Trời ơi, bữa anh ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? Em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Nghe thấy sao Điệp? Không, anh cũng bình thường thôi. Sắc em còn sợ nữa, chỉ đập điện thoại đúng không? Dạ. Nói chung trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác. Đúng chứ rồi. Đâu bao giờ bình thẳng hết được anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Điệp là gì? Dạ, em thì sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát. Hát ca nhạc hay ca cổ? Nói chung là cổ nhạc đều hát được anh. Bây giờ hát ca cổ cho nó vui coi nào. Đúng rồi, hát đi, hát lên bài đi coi. Bây giờ cổ để hồi mình hát. Bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi. Về đây quê hương Sóc Trăng, lý tre làng hàng dừa rậm bông. Vừa đi bóng biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Hát hay quá. Hát nữa đi, hát nữa hay, hát hay quá. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt cuốn dòng phù sa. Đường qua trường cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiểu ta lừa thiệt. Wow. Wow. Hay à nha. Rất là ngọt luôn ha. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm, em thấy ấm. Ấm ha, giọng hay không? Ngon, hay. Giọng ngon ha. Vậy là đó giờ là đi cua ghệ là bằng bài hát đúng không? Lời ca tiếng hát đúng không? Dạ không có đâu chị, cái đó thì cũng không biết làm sao nữa. Cái đó mình không cũng em cũng chưa có giờ. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Em có ghệ đổ hôn nhân á chị, hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước. Nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi. Có là... con chưa? Có đứa con, cũng 18 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với mẹ đó chị. Lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ? 8 năm anh. 10 năm nay không có mối tình nào hết? Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm, nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Trời ơi, cũng giỏi. Trời ơi, ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi đổ lộp lộp hết chứ bộ giỡn hả? Nhưng mà có chu cấp cho con trai hả? Dạ con trai. Giờ làm gì rồi? Nó làm ở thợ bạc. Dạ. Thôi cũng được rồi, thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm. Vàng cũng đang lên 5-6 triệu rồi. Sao cưng? Đường dạ, tình duyên của mình dạ, sao em mấy cũng mối tình một đời chồng. Em ly hôn 6 năm nay. Có con trai gần 8 tuổi. Nó ở với em hả? À? Dạ, ở với em. Rồi em nuôi em. Nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa á chị. Cha có chu cấp tiền? Dạ không. Hỏi đi. Là gái. Dạ em. Trời ơi. Bén lắm, không có giỡn. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được. Chứ nghe lời em là được. Trời ơi, phụ nữ vậy, đàn ông nghe lời là được à, còn kệ. Rồi em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc, cờ bạc đó anh, với vũ phu. Có nào không? Dạ không, em không hút thuốc anh. Có cờ bạc không? Dạ không. Có vũ phu không? Không, em thường nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tưng tiêu chiều chuộng. Đúng rồi. Mà bây giờ em có mong ảnh ngoại hình là anh phải cao, da anh phải trắng? Cái đó là càng tốt, nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến. Trắng nổi đâu. Đen trắng không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, quan trọng là tấm lòng, quan trọng là nhân cách, quan trọng là sự chăm sóc, thấy không? Ha. Mẫu hình cỡ anh Quyền Linh là được. Dễ thương hơn. Dạ. Nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha. Dạ. Bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn. Rồi em đi với ai em gái? Em đi với bạn thân em. Rồi chào bạn thân. Bạn thân gần khai qua nữ nhụy chưa? Dạ tháng 12 ạ. Rồi chúc mừng nha. Dạ em cũng thương Hằng lắm, cho nên cho cùng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghiến lắm. Theo như Hằng nói là Hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì giống như là hơi nặng á, chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi. Chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng
Chứ thật ra thì đối với em mà chơi với Hằng rất là lâu rồi, cho nên em nhận xét Hằng là một người là rất là thẳng thắn. Bạn ấy rất là trung thực, không có giấu giếm gì hết, không có giận hờn ai lâu hết. Nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình, giống như làm hại cái điện thoại thôi, chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết. Anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc. Dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái trải nghiệm. Và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á, thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp. Đẹp như hoa Đồng Tháp, không hôi tanh mùi bùn. Trời ơi. Rồi, Điệp đi với ai Điệp? Dạ, em đi hai anh ruột với cháu. Lời nói đầu tiên xin kính chào chị Hồng Vân, dạ, anh Quyền Linh anh. Và tất cả quý bà con ở trong phiên trường này. Chào xin trai. Chào em. Tôi là anh rể, đây là anh ruột, nhưng mà anh ruột ngại không dám nói. Thì Út Điệp đúng ra tội nghiệp, cha mẹ mất sớm, mất nay khoảng 10 năm rồi. Thì một mình, tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi, nhưng mà do cái tự lực gánh sinh. Út Điệp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi, thời gian có vợ rồi, thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm. Rồi một mình rồi đi làm lên Củ Chi, lên thành phố. Trong cái ngày hôm nay thì có em gái rất là dễ thương, tính chân tình. Tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em, tôi cũng hoàn cảnh như vậy. Theo tôi là tôi thống nhất là ý bấm kiến là bấm. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nè, gặp cái là hát cải lương liền nha, lên câu chồng gỗ liền, tặng hoa luôn. Từ từ hát em. Không, cái cảm tình nha, vô chồng gỗ liền nha, về với hoa luôn, bắt đầu. Em có món quà tặng. Em cảm ơn ạ. À, em cảm ơn. Đúng đó. Thôi em gửi anh món quà. Cảm ơn. Chào, hát luôn anh. Ừ, hát luôn. Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la. Em hàng cây dần buông mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đó. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba lá. Nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba. Bằng lòng đi em anh xin đón em về, bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết. Em nói trước đi anh. Em cũng rung nữa, anh nói trước đi. Nói chung mình gặp trong đây cũng là một cái duyên. Dạ. Nói thiệt cho anh với em thì anh xuống đây làm chương trình là vì sự cố là chém chết, là chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt trong đây thì dạ. Thì cái chị Hồng Vân với anh Quyền Linh đó làm sao bị té xe á chị, xuống bữa xuống làm chương trình từng rồi đó. Trời ơi, xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà. Trời đất ơi. Bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì đó là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số. Chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa trả hết. Chứ chính là anh chết rồi. Đúng rồi. Thì cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó, anh đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết. Yeah. Anh sống tự lập, cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được, cũng là gọi là không còn ràng buộc với gia đình bên anh. Em có một đứa con em nuôi gì đó, anh có ngại không? Không em, đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp cũng rất là nhiều. Ví dụ như con anh cũng là con em, yêu cầu con nấu ăn là được rồi. Thì em không biết nấu ăn luôn. Anh thì biết. Anh biết gì anh nấu nha. Cái đó thì được. Em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Ảnh thì hiền, chân thật đó anh. Khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào? Giống như là anh muốn sinh con thêm hay không? Rồi em hiểu, anh hiểu với em. Nhưng mà ý anh nói là giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì dạ. Giờ em cũng có cái độ vợ, anh cũng đâu vợ. Dạ. Trước mắt giờ mình lo làm kinh tế trước đi. Thì phải là có một đứa con chung rồi. Với anh dạ. Thì em phải có một đứa con. Nhưng mà dạ. Ý anh nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi. Dạ. Vài ba năm, dù hai đứa làm kinh tế ổn định rồi. Xong rồi kinh tế ai giữ anh, tiền bạc chắc là giao cho vợ rồi, tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền, gọi là tiền phong thân. Dạ. Anh Linh là một ngày được phát 200 ngàn á. Anh Linh hả chị? Anh Quyền Linh.
ngày không tới đâu. Phụ quỷ căng lắm. Lời nói chân tình anh cũng nói với em, nếu em cam nhận gì anh thì anh cũng xin hứa anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con. Dạ. Rồi, hết thời gian. À, chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, đặc biệt là em gái. Em cũng đã hiểu câu chuyện ha. Dạ. Anh thấy rằng anh ấy là một người rất là chân thành. Chỉ hơi đen chút xíu thôi. Hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó. Quan trọng spa vô nó trắng thôi. Chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi. Không sao cả. Chứ anh Linh anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo Điệp. Không có sao hết trơn á. Hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn. Nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn chút kia. Thôi, cố gắng lên nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em gái nói lên quan điểm của mình đi, tại sao em không bấm? Dạ do em chưa rung động chứ. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. Em biết là một số bánh là mứt Kiên Giang à. Ví dụ như là cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt tình dục, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Em có 20 tình. Mứt tình thứ nhất thì hồi cái phần của mình nhỏ thôi. Rồi là con bỏ qua đi. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng. Nhưng mà anh nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là nóng quá. Chứ còn ai vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có. À dạ. À, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong bức tranh. Thời gian hỏi. Ừ, hỏi quá trời hỏi à. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Dạ. Xin mời nhà gái. Thôi mời em trai giới thiệu về mình cho bên đàn gái nghe luôn nha. Lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Danh Tuyến, sinh năm 1978, quê quán thì ở Lâm Đồng. Còn công việc thì em sửa xe máy. Là ở tại thành phố Đà Lạt hay đâu? Dưới Linh thì dưới Đà Lạt trăm cây. Là qua Bảo Lộc mà tới đúng không? Rồi qua Bảo Lộc mà tới. Rồi. Còn mình thì sao nè? À, dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh cùng với bạn Tiến bên kia. Em tên là Hà Diễm Thúy, em năm nay 38 tuổi, em quê quán ở Cầu Kè, Trà Vinh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở quận 2. Ở quận 2? Dạ. Em cái nghề nghiệp của em là làm gì nè? Dạ, để nói về công việc của em thì em xin hát một bài hát để cho bạn nam đón được công việc của em. À, đoán nghề nghiệp đúng không? Đoán ok. Nghe cho kỹ nha Thúy. Dạ, em xin hát bài Một Con Vịt. Một con vịt xà ga hai cái canh, nó kêu gằn cắp 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 cặp cặp cặp, gặp hồ nước nó bị bà bị bớt, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Dạ hết. Ủa, cái cha rồi đoán nghề nghiệp luôn á hả chị? Dạ. Đoán cũng ra luôn á. Chắc cô Linh đoán ra không? Theo em đoán là cô Linh đó chắc làm giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non đó đúng không? Dạ nó cũng gần giống như vậy ạ, nhưng mà em là cô trông trẻ. Em trai đang đoán đúng rồi đó. Gần giống á, giống như là babysit á đúng không? À dạ dạ. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì em thích nấu ăn và đặc biệt chỉ cần có người chịu ăn tới đâu thì em sẽ nấu tới đó. À. Em biết là một số bánh và mứt Kiên Giang ạ. Ví dụ như là những cái mứt gì? Ví dụ như là mứt mãng cầu, mứt tầm ruột, mứt dừa, mứt chuối. Dạ, và ngày Tết thì em hay làm. Rồi em có cái điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là em hay nóng tính nhưng là mau nguội, mau quên. Có khi nào đánh đòn em bé không? Dạ không, khi em chăm bé mà bé làm em không có vui, em phải hát để giải tỏa cái tâm trạng của em. Dạ, để mình khống chế cảm xúc của mình lại. Còn em trai, điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu toàn gái biết đi. Điểm yếu của em thì hay nhút nhát. Điểm mạnh là gì? Thì là sống có trách nhiệm, không có tứ đổ tường. Sống có trách nhiệm là một trong điểm mạnh nhất của đàn ông đó nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi ấy còn cũng còn nhỏ thôi. Rồi, thì, còn nhỏ bỏ qua đi.
mối tình mới đây nè. Cách đây phải 5-6 năm rồi. Quen được 6 tháng thì gia đình cô đó chuyển nhà đi nơi khác. Thì là 5-6 năm nay em chưa có mối tình nào hết. Dạ, 5-6 năm nay chỉ có mối tình gọi là say nắng gió thôi. Say nắng trúng gió. Dạ, chứ còn mối tình chính thức thì chưa có. Trời ơi, dạ. Dễ thương quá nhờ. Vậy đó, rồi còn mình sao nè? Có hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên là em chia cây tay cách đây 10 năm là chồng cũ của em. À, là dạ. Em đã có một đời chồng rồi. Dạ, đúng rồi. Là 10 năm rồi. Dạ. Em đã có đứa con nào chưa? Dạ, chưa chị. À, rồi mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì em quen cũng được gần 3 năm. À, khi hai người bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội tới 4 năm. Là sao mà cách lòng luôn? Dạ, đúng rồi. Tụi em... Là nay là mấy năm rồi cưng? Dạ, cũng hơn 1 năm đó chị. Rồi bây giờ em mong muốn là cái người bạn trai của mình như thế nào? Em không ưu tiên về ngoại hình, em sẽ ưu tiên về tính cách nhiều hơn. Em mong muốn như thế nào nè? Chị qua chị nói chuyện với bên đàn trai xíu nè. Dạ, là có sự đồng cảm, có lòng thương người. Chào em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Bây giờ bạn nữ đang mong muốn cái người bạn trai của mình là phải có cái sự thương người, có đồng cảm. Em nghĩ là em có những cái tư chất đó không? Có chị. Rồi, ok, tiếp luôn. Dạ, là bạn nam không nhuộm tóc, không để móng tay dài, không hút thuốc ạ. Rồi chị trả lời luôn, không nhuộm tóc, không để móng tay dài. Em có hút thuốc không? Dạ không, em không hút thuốc. Không luôn. Dạ, bụng không phệ. Bụng không phệ. Dạ. Yên tâm, ốm hơn anh Quyền Linh nhiều. Dạ, dạ. Rồi, còn gì nữa không? Nhiều được rồi. Nhiều được rồi, dạ, đúng không? Dạ. Em mong muốn cái người bạn đời bên đây thì như thế nào? Cô ấy cao thì từ 1.5m trở lên. Rồi, yên tâm, 1.5m luôn. Họ là người phụ nữ của gia đình. Em có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của bên nhà trai? Thang điểm thì đối với em là em chấm về bản thân là 8. Em nghĩ em được 6 ạ. Được 6, dạ. 60%. Dạ. Dạ, em chào dạ, anh Nguyễn Linh. Dạ. Cái mối tình thứ hai làm sao, tại sao lại chia tay vậy? Bắt đầu có ý định tìm hiểu thì anh ấy phải đi công tác ở Hà Nội 4 năm. Rồi em không có bắt đầu cho nên cũng không có kết thúc. Sao mà cách lòng đó hả? Ừ. Dạ. Vậy là bạn trai sắp tới đây là phải gần, phải chăm sóc. Chứ đừng để sao mà cách lòng như vậy nữa. Bạn này là công tác ở đâu? Bạn này đang ở Lâm Đồng á, Di Linh đó. Mà bạn này ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Cái khó là đó. Đó. Một chút hai người sẽ bàn với nhau nha. Dạ. Thí dụ như bây giờ á, em cần một tháng như thế, bạn trai đến với em bao nhiêu ngày, chăm sóc em như thế nào, em có yêu cầu gì không? Dạ, một tháng thì em được 2 ngày phép, thì có thể tụi em sẽ uyển chuyển chia ra một tháng bạn đó lên đây thăm, xuống đây thăm em, thì một tháng sau em sẽ lên trên đó thăm bạn đó. À, dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Keo kiệt. Keo kiệt. Dạ. Có keo kiệt không? Không, keo kiệt thì em không à. Cho anh xin 20 ngàn. Khó lắm. Khó, thấy chưa? Thấy phóng khoáng chưa? Đây anh 50 đi. Thấy chưa? Rồi, chừng 20 cho 50. Trời ơi, chính mình cho anh thấy liền. Cảm ơn, chúc mình dẫn bưng uống cà phê nha. Nở lòng nào mà lấy của người ta vậy trời. Vậy chứ, xin là phải lấy. Để cái tiền đó cho người ta, dắt bạn này đi uống cà phê đấy. Bạn ấy còn, cho 50, bạn ấy còn tới 100 mấy. Mà chị hỏi nè, dạ. Em có thích con nít không? Dạ, em cực kỳ yêu con nít và rất thích con nít chị. Dạ, cho nên em mới lựa chọn cái công việc đó, nó phù hợp với cái sở thích của em. Bây giờ là nếu mà hai người mà đến với nhau là phải làm hôn thú liền, kết hôn liền, thằng mà có con liền đúng không? Dạ. Vậy là tốt rồi. Vậy giờ hôm nay đi với ai? Lẽ ra là có người thân em đi, nhưng mà hôm qua là mẹ chồng của chị hai em mới bị té, bị tai biến. Lẽ là má em đi, nhưng chị hai phải đi chăm mẹ chồng, thì má em phải chăm các cháu thôi nhà. À, em đi một mình. Coi như chị đại diện nhà gái cho dạ, em được cũng... Em trai đi với ai? À, hôm nay em đi với chị gái, với em trai, với cháu. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột. À, rồi. Mời chị ruột nào. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳ Linh, chào em gái. Trước là em cũng có gia đình rồi. À, dạ chị. Thì em có gia đình được bao lâu rồi? Dạ, em kết hôn khoảng 4 tháng thì em chia tay ạ. Chưa có con gái gì hết à? Do là sao mà em nghĩ là chia tay sớm như vậy? Tại vì chồng cũ của em á là không có chia sẻ cái gánh nặng tài chính với gia đình của em. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều là do em lo hết. Và dẫn đến nhiều cái quan điểm nó không có thống nhất với nhau á chị. Dạ. Thì thôi, nói chung là cùng cảnh phụ nữ nhau thì chị cũng thông cảm, không sao cả. Gia đình chị không yêu cầu là giàu nghèo hay là như thế nào, chỉ cần ý là ngoan hiền, rồi là có trách nhiệm trong gia đình, lo cho gia đình, có hiếu thảo thuận với cha mẹ là được. Dạ. À. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Hai bạn tự bàn với nhau đi. Cái nghề của bạn cũng dễ di chuyển mà. Mở rào. Đó, quay qua nè, quay qua nè. Dạ. Đứng đây. Để cho chương trình này thì có tặng quà tặng quà đi. Quỳ Linh. À, có quà của anh nữa hả? Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, anh tặng chị Hồng Vân. Ôi trời.
chị cảm ơn em. Trời ơi. Em dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh, đây là món mứt mẫn cầu tự tay em làm lấy. Dạ. Từ tay làm dạ, cái bình dạ. Đó em cũng tự làm luôn. Dạ đúng rồi chị. Hay quá, em mở quà này ra coi là cái gì nè. Dạ em xin phép mở quà. Wow. Dạ là mứt dâu. Bên gửi gọi là mứt mãng cầu. Bên gửi là dâu. Mứt dâu luôn. Mứt dâu trời ngon nó ngọt rồi đấy. Nghe là đầu tiên nhìn thấy anh em cảm nhận sao? Mà ấn tượng đầu tiên là anh là người hiền. Anh có để móng tay dài không ạ? Đây. À dạ rồi dạ không. Quan hệ tình yêu của em thì sao? Chỉ cần hai người chung thủy có sự đồng cảm. Rồi anh nghĩ như thế nào về em là một người phụ nữ đã từng ly hôn? Anh thì cũng không đặt nặng vấn đề đó lắm, tại vì không có ai muốn cả, đúng không? Dạ. Đôi khi là do duyên số hoặc nó có một cái vấn đề đó không ở tới với ở nhau được thì chia tay. Dạ. Thì anh cũng thông cảm với góc độ đấy. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào cái thời gian để em và anh hẹn hò với nhau? Thời gian của anh thì anh làm tự do, ngày nào trong tuần đi cũng được. Chỉ cần dự báo trước, ngày này ngày kia mình gặp nhau, làm sắp xếp đi thôi. Dạ. Ý là được. Dạ. Anh nghĩ em có ghen không ạ? Thì anh nghĩ thì chắc là phụ nữ thì ai cũng có, dù ít hay nhiều thôi. Dạ, anh có muốn biết em ghen ít hay ghen nhiều không ạ? Khó, em dạ, chưa. Dạ, em sẽ tặng một bài thơ về ghen do em vừa sáng tác trong lúc em đợi ở hậu trường. Ghen là gia vị của tình yêu. Em không ăn ớt, chỉ ăn tiêu. Em nay không thích nói nhiều, nhưng em lại thích làm liều. Không ghen buổi sáng, chỉ ghen buổi chiều. Ghen như dược sĩ cắt liều, ngày nào cũng cắt điều điều mới vui. Dạ hết ạ. Nhưng mà bây giờ em thấy bạn này thế nào? Bây giờ em hỏi bạn quá trời rồi, bây giờ em trả lời đi. Em thấy bạn này sao? Thấy anh hiền. Dạ. Hiền thiệt, anh dạ, hiền thiệt. Dạ, ừ. Dạ. Có sự chân thành trong đó, anh cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn tìm một cái người để cùng anh đi hết cái đoạn đường còn lại của cuộc đời. Đó là những cái điểm em ghi nhận, điểm tốt của anh. Còn một cái tốt nữa mà em chưa chị ghi nhận là cái nhẫn nại. Chị thấy anh này là rất là nhẫn nại luôn á. Không, chào chị Vân, Hà Vân nhận xét vậy đúng. Nói chung mọi thứ là em chịu đựng cũng khá là ổn. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Cái nào quá thì mình nóng. Nhưng mà nóng quá thì một là tức không nói nữa, đi chỗ khác. Dạ, đấy là vậy... nóng quá. Chứ còn ba cái vụ hành động đánh người hay đập đồ là không có nữa. À dạ, à, vậy hồi xưa cái mối tình của anh đó, lúc hai người mà cãi nhau trong bức tang. Thời gian hỏi. Ừ, hỏi quá trời hỏi à. Bây giờ thế này nè, gặp ngày hôm nay có duyên rồi. Dạ. À, chúng ta đi sâu vào đó luôn, vào cái chuyện tình cảm luôn. Thí dụ như được thì khoảng bao lâu em mới cho đàn trai bước tới? Dạ em nhanh nhất là trong năm nay, kế hoạch của em là như vậy. Kế hoạch trong năm nay? Dạ. Bây giờ nói chung nhà anh, gia đình anh chỉ có hai mẹ con thôi. Đó, thì bây giờ là em có làm dâu được không? Ở gia đình em hiện tại thì cũng có hai mẹ con, em muốn chăm sóc má em. Em nói cho nó rõ ràng luôn đi, tức là em dạ, anh không có thích nếu như má em và mẹ của anh ở chung với nhau không ạ? À? Tại vì hiện tại mẹ chồng của chị hai em và má em là ở chung một nhà. Mẹ em hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em 75 tuổi anh Nguyễn. 75, mẹ em nhiêu rồi? 79 ạ. Được, hai người có thể làm bạn tri kỷ nhau được đó. Đất Di Linh rất là ôn hòa. Mà rộng nữa, khí hậu thì rất tốt cho anh người lớn tuổi. Anh Di Linh, thậm chí anh còn muốn chuyển gì Di Linh nữa, đừng nói chi. Em, dạ. Đất rộng. Em chủ yếu là trồng cà phê thôi. Thật sự cũng đến với nhau, thật sự cũng chăm sóc nhau. Thì anh nghĩ cái điều quan trọng nhất là hướng về Di Linh vẫn hay hơn. Anh nghĩ như thế. Còn tự hai người lớn rồi, chúng ta có quyền quyết định điều đó. Thôi, bây giờ chúng ta hết thời gian, mình để tay vào nút bấm thôi các bạn. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm. Không bấm nút vì bất cứ điều gì cả. Chương trình đã tạo chúng ta một cái duyên. Còn nợ hay không là do các bạn quyết định. Nào, quyết định cả lý trí và trái tim của mình. Mời Hồng Vân. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm nút. Trời, cái ca này hơi bị bất ngờ đó nha. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Mạnh mẽ lên nào. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng lớn rồi. Anh rất quý cái tính tình của cái bạn trai này. Bạn này như vậy thì phải có một cái người phụ nữ giống như bạn. Tức này là hai người sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên một gia đình nhỏ. Hãy quan tâm chăm sóc với nhau, mặc dù đường xá xa xôi nhưng tình yêu thì nó không có khoảng cách nào cả. Hãy yêu bằng cả trái tim của mình, hãy quyết định bằng lý trí để chúng ta có thể di chuyển về Trà Vinh hay là Di Linh ha. Bây giờ trên sóng truyền hình thì gia đình hai bên đang xem đó. Yeah. Mình hãy nói gì với gia đình đi, hai bà mẹ đang xem đó. Hôm nay hai đứa cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu, nếu có duyên thì hai đứa đến với nhau suốt đời.
Dạ con xin chào mẹ của anh Tiến và chào má ở nhà. Chương trình cộng với sự cộng hưởng của chị Hồng Vân và anh Nguyền Linh đã tìm được một cái bạn nam mà con mong muốn có thể đi đến hôn nhân. Thì chị Thái Hường nha. Tròn cái tay qua, hôn lên má đàng hoàng, hôn lên mắt cũng được. Đó, không phải là như thế nha. Nụ hôn ngọt ngào như mứt mãng cầu và mứt dâu. Ngồi xuống cái ghế hả chị? Ừ. Đu. Thấy chưa? Rồi, đúng người. Mấy hôn quan trọng hơn tử tế. Chị ơi. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao rồi nỡ còn đi lấy lại, chào ai chẳng an phần ở lại. Bạn ấy hát cái giọng hay quá. Nico Lan Trinh xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Mai mối nhưng mà tại sao lại là người lạ? Tại vì có thể ở bất kỳ đâu. Khi mà chúng tôi bước chân ra ngoài và tùy theo nhân vật chính sẽ có một cái gu lựa chọn như thế nào đó. Tất cả đều tùy duyên. Và ngày hôm nay không biết màu sắc của nhân vật chính mang đến cho chúng ta là gì. Nico đã nhìn thấy bạn ấy rồi và rất muốn giới thiệu với quý vị khán giả. Tại vì bạn ấy đẹp và thần thái hay lắm mọi người. Hello em. Nãy giờ chị khen em nghe không? Nghe. Nghe em ngồi kế bên mà đúng không? À quên, bây giờ phải hỏi câu đàng hoàng trước là hỏi em tên gì? Mình Trần Tuấn Tú. Nó nghe nè, phải tự tin lên. Chứ ai mà để tôi hỏi câu nào cái trả lời câu đó. Em chưa kịp nói chị. Vậy là chị hả? Chị xin lỗi em, tại sao ế? Dạ. Cái này em cũng không biết nữa. Phong cách này, còn cái mặt này tại sao lại thích chọn tóc dài mà cũng quăng quăng. Chung là tóc còn đẹp hơn trên nữa. Giờ không biết để tóc gì nên cứ để dài ra đi. Nhưng mà có ai nhận xét về cái nét của em rất điện ảnh chưa? Em không biết nữa. Rất là thần thái như là diễn viên TVB. Nét đẹp phi giới tính luôn á. Thu hút được cả hai giới luôn. Dạ nữ chị. Chắc không? Chắc. Ok, cái này thì mạnh mẽ đúng không? Thì đó, theo cảm giác của em á, là tại em hơi lụy trong chuyện tình yêu. Nên là lúc mà quen bạn đó thì hơi quan tâm quá mức. Sau cái đó là em mới cảm thấy là hình như cái sự quan tâm quá mức đó làm người ta khó chịu. Vậy tại sao tới 2 năm mà độc thân phải nhờ tới chương trình vậy? Tại em không kiếm được người nào nên là thử. Mà chủ động kiếm chưa? Dạ không. Không chủ động kiếm. Rồi hồi trước giờ có ai em đi ở ngoài xong cái người ta thích em, người ta lại người ta làm quen em chưa? Dạ cũng có. Rồi tại sao không thành? Dạ lại làm quen nói chuyện xong đi. Là người ta không thấy thích nữa. Em muốn biết nữa. Nhưng mà em có chủ động giữ cái mối quan hệ đó lại không? Dạ không, không. Vậy tại em chứ sao tại người ta? Nếu mà bây giờ chị tìm được cho em đối tượng thì em có nghĩ là em sẽ cố gắng giữ cái mối quan hệ đó lại không? Em cũng biết. Em nghĩ là nếu người đó hợp thì em sẽ giữ. Chà, ca này đúng là mỗi trường hợp là đều rất là đặc biệt. Riêng ca này thì Trinh thấy cũng hơi khó nè nha. Ok, nói về sở trường với sở đoản của em đi. Em biết hát, em biết nhảy. Biết về mẫu người của em. Em thích trời da trắng. Lớn tuổi cũng được, thích giọng bắc. Em thích công chúa nhẹ nhàng hay là thích năng động giống em? Thể thao, làm nghệ thuật hay là làm văn phòng? Chắc làm nghệ thuật. Kiểu nó vừa năng động vừa nhẹ nhàng một xíu. Ví dụ như mà già như chị. Chị lớn hơn em hơi con giáp á. Mà nếu mà chị tấn công em có chịu không? Mà nếu mà chị tấn công em có chịu không? Lớn tuổi rồi. Nếu chị chịu. Thì sở dĩ ngày hôm nay mà chị cùng với ekip mời em tới đây là vì mà trong đây thì chị lại rất rành. Tại vì công ty này thì chị có làm việc nhiều rồi nên chị biết. Và chị biết đây là môi trường mà các cô gái làm việc thiên về nghệ thuật nhưng mà cũng vừa văn phòng. Nói chung là vô cùng năng động. Nhưng mà cái gì ra cái đấy.
miễn sao mà em tạo được cảm xúc cho người ta thì người ta cũng sẽ làm em có cảm xúc mãnh liệt. Ấy nói vậy nãy giờ chị thấy em hơi rụt rè nha. Hai sẽ làm nhiệm vụ của tôi. Mời em ngồi đây. Chị sẽ vô chị giới thiệu với em những đối tượng phù hợp với em nha. Chị đứng đây. Hello. Mấy cưng ơi, ai độc thân nè? Mấy gái ơi. Aha, ai cũng cho em là xinh nhất nơi đây. Hello. Nhẫn đi đâu phải nhẫn cưới đâu hả? Dạ không, em độc thân chị ơi, mà em yêu gái. Hả? Ok. Hey. Bông hoa nào trắng bóp đây? Bé này hồi nãy cho chị mượn lượt này phải không? Dễ thương quá à. Hey. Ừ. Cho chị ngắm hết mặt cưng đi nè. Sao chị? Bé ơi, bé nhiêu tuổi? Em 22 tuổi. Ồ. Còn ế không? Chị đừng hỏi đâu đó được không? Dạ, dạo này ế mới là mất tư thế rồi, lo gì. Chị thấy không trả lời. Giận hả? Em giận chị hả? Dạ không. Ừ. Mặt cưng quá. Thôi chị dinh thôi. Wow. Trong kia bấn loạn lên hết. Giống như là thi ứng thí để làm cho phòng mã vậy đó. Nào, bắt đầu nha. Đây. Để mà nhìn kỹ thấy có nét. Có nét phu thê nha. Phải hợp mắt. Ừ. Thấy người ta đẹp hay là thấy tính tình hay thấy cách nói chuyện với chị mà em thích. Cách nói chuyện. Nói chuyện sao thích? Kiểu thẹn thùng. À, thích con gái thẹn thùng. Rồi có ấn tượng cái gì về ngoại hình của người ta nhất? Trắng. Thích vậy phải không? Giờ chị sẽ vô hỏi ý coi là người ta có muốn ra gặp em hay không. Nếu người ta không đồng ý thì coi như là fail một lần, mất một cơ hội. Ok không? Dạ. Em thấy muốn phí cơ hội này vì người này không? Chị ơi, cố lên. Trời ơi. Được rồi, cảm ơn em. Đi thôi. Chinh mà tác hợp cho ai là thấy Chinh bắt đầu Chinh thấy cảm giác rần rần ở trong người mình trước. Có nghĩa là bà mối cảm thấy cái này hợp. Đó, là dễ dính lắm mọi người. Nhưng mà biết đâu, tôi fail thôi, tôi vẫn là con người bình thường thôi mà. Bé, đeo khẩu trang vô rồi hả? Chị nói chuyện với em xíu được không? Dạ được. Cho chị hỏi là mình có người yêu chưa? Em hả? Em chưa. Em nhiêu tuổi? Em 21. Bây giờ chị sẽ giới thiệu với em về người ấy. Có nghĩa là hồi nãy chị quay hình em á, giỡn giỡn vậy thôi. Nhưng mà ra ngoài khi mà chị đưa hình ảnh của em cho người ấy xem thì rất là thích em luôn. Với lại bản thân chị thấy hai bạn có nét tương đồng. Xong rồi cá tính của bạn tả ngay lúc đầu là thích tìm đối tượng như vậy á, thấy ở em nổi bật lắm. Trời ơi, tôi đang nói vô đó. Đây là clip của người ấy nhảy. Ladies and gentlemen, xin một tràng pháo tay cho Tuấn Tú. Bạn này quen quen quá. Vậy hả? Có khi nào người cũ không? Quen mà chưa nhận ra. Là chắc có quen không? Một hơi nguy nhưng mà chưa nhớ đã là ai. Vậy thì chị mời ra ngoài, biết đâu là quen từ kiếp trước đó em. Với lại chị thấy đứng lên là lại càng thấy nét tương đồng. Hay quá vậy ta. Bây giờ mà chị mời em ra tham gia chương trình vậy đó, cảm xúc của em sao? Dạ em hồi hộp, tò mò nữa. Dạ. Em có nghĩ đây là một cơ hội mà mình đón nhận một cách nghiêm túc không? Dạ thì em gặp bạn thì tất nhiên phải nghiêm túc rồi. Còn trò chuyện thì em mới định được. Tương lai sao chưa nói trước đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, chị thích tinh thần đó đó.
tóc nhiều dài vậy một? Con hơi tóc rụng. Thích quá. Đi, vậy là chị để lên tưởng chị. Ừ, đúng. Rồi từ nha, rồi mèo. Cầm đây là được. Rồi đó đi. Đây là môi trường quen thuộc của em, nên chị mời em ra đây ngồi trước với chiếc đu nè. Đó, đó. Rồi mời em ngồi đây nha. Đợi chị dẫn nhà trai vô nha. Đó. Rồi. Đây là cái ghế xích đu. Đó. Em lần mò để ngồi xuống đi. Ngồi xuống cái ghế hả chị? Ừ. Ghế xích đu. Thấy chưa? Rồi, đúng người, đúng người. Xin lỗi bạn. Ngồi đi cưng, ngồi đây nè đó. Ngồi đâu? Kế bạn đó. Đó, nó đó. Má ơi. Ok, đúng rồi. Sao Tú, tự tin chưa? Dạ rồi. Chị thấy em khép nép quá à. Đây là giây phút hai bạn tiếp cận gần với nhau. Xin giới thiệu với Tú Tú. Đây là bạn Thúy Trương. À, xin giới thiệu với bạn Thúy. Đây là bạn Tú. Hai bạn cũng đã nhìn thấy nhau qua video rồi. Thì ấn tượng về nhau là cái gì nhất? Và bây giờ nếu mà chọn ra hai điểm mà các bạn muốn chạm tay vào của đối phương, thì Tú ơi, em thích chạm vào đâu? Chạm vào, chạm tay chị. Mời em. Em đưa tay cho bạn. Đâu phải khám bệnh đâu. Ừ. Em thấy sao? Cảm giác? Cảm giác sao giống tay chị vậy? Trời đất ơi. Dạ không. Làm như là đã nắm tay tôi rồi vậy đó. Sao cưng? Có dạ. Điện không? Có thấy có cảm xúc gì không? Có nhiệt á chị. Rồi. Rồi ngược lại thì bạn Thúy muốn chạm vào đâu của Tú? Em muốn chạm vào ngón tay á. Ủa hồi nãy chưa thấy chạm vào ngón tay đủ hả? Không, để là bạn cảm nhận thôi, còn em chưa cảm nhận. Giờ mới cảm nhận kỹ hơn. À, cho em mượn tay. Mình có để móng á bạn ơi. Ờ, mình biết. Ờ, tay bạn này mềm. Mềm hơn tay em luôn á. Nhưng mà tại sao lại là cảm nhận ngón tay vậy? Em không biết nữa, nhưng mà em thích con trai kiểu tay. Ờ, em không biết giải thích sao nữa, nhưng mà nói chung là em thích chạm vào tay trước. Nhưng mà nó phải như thế nào thì em sẽ ấn tượng? Kiểu ấm áp. Mềm. Ở đây có mềm. Dạ. Ấm là hồi nãy em nói có nhiệt, đúng không? Lại có ấm với lại có mềm rồi đúng không? Rồi bây giờ tới lượt Tú quay trở lại nè. Em còn một lần nữa, một cơ hội nữa được chạm vào Thúy thì em muốn chạm vào đó. Chạm tóc. Xin lỗi nha. Vậy không sao, không sao. Thật sự quá. Ý tục ngắn. Qua vai. Đúng rồi. Em cảm nhận như thế nào về độ mềm mượt, bồng bềnh, dày như thế nào? Mượt. Có giống tóc em không? Cái chất tóc? Dạ không. Dạ không? Tóc em sơ. Thúy ơi. Dạ. Thấy em. Em hả? Thật sự là chỉ thích chạm tay thôi. Em ngoài ra em chưa muốn chạm vào bộ phận nào nữa. Vậy thì chị giới thiệu với em, xin giới thiệu với em, đây là một chàng trai cao to vạm vỡ. Dạ. Nên chắc chắn là bắp tay hoặc là đôi bờ vai hoặc là bắp chân, nói chung là dưới cái lớp quần áo này hôm nay chị còn chưa thấy rõ nữa, nên chỉ có mình em là có một quyền cảm nhận được thôi. Dạ, em nghĩ là em rờ tay là đủ rồi, từ từ cảm nhận sau. Ok, chị tôn trọng ý kiến của em. Tiếc ghê như tôi là Rồi, mời hai bạn quay mặt vào nhau, gỡ mặt nạ ra nè. Đây là giây phút mà chúng ta gặp nhau. Dạ em
chào anh. Dạ, chào chị. Cái gì? Hả? Cái gì? Em mới nói gì? Hả? Chị. Ừ. Bên này lớn hơn một tuổi đúng không? Em sinh năm? Em 98. Dạ, em 2000. Lớn hơn 2 tuổi. Nhưng mà cái đó có phải là vấn đề của Thúy không? À dạ không, em không quan trọng phần tử tế. Mẫu người của em, em thích. Dạ dạ chắc. Lớn tuổi cũng được, lớn tuổi cũng được. Bạn này không biết là bạn tên gì? Dạ... mình tên Tú. À tên Tú. Mình tên là Thúy. Dạ, Thúy. Đừng dạ, đừng dạ. Dạ. Người ta là thích người con trai trưởng thành nha. Tôi thấy là ngoại hình thì được, nhưng mà về sợ là đúng người mà sai thời điểm đó nha. Tại vì thấy hơi trẻ con. Bây giờ sẽ là 10 phút dành cho Tuấn Tú và Thúy Trương tự do trò chuyện với nhau, thể hiện mình. Và sau đó Trinh sẽ quay trở lại nha. Cảm ơn em. Tôi có muốn hỏi gì không? Không. Không ạ. Lần đầu gặp mình bạn có cảm giác gì không? Có cảm giác kêu như... có ấn tượng gì không? Ấn tượng cười. Ấn tượng cười. Bạn có muốn mình nhận xét gì về bạn không? Có. Là lúc mà mình coi clip của bạn á thì mình thấy bạn là nhảy đẹp nè, với lại cao, là hai cái tiêu chí là mình rất là thích. Yeah. Tay mềm nữa, sau này cảm thấy tay là thấy tay rất là mềm, rất là ấm. Sao giờ y ngại hả? Hơi rụt rè. Hơi rụt rè hả? Đây là lần thứ mấy được hẹn hò rồi? Hẹn hò chắc lần đầu quá. Đấy là lần đầu đúng hả? Mình cũng lần đầu. Không, hẹn hò thì không phải là lần đầu, nhưng mà kiểu là chưa có một mối tình nào gọi là sâu đậm á. Mới lại gọi là chưa có mối tình nào á. Hiện tại là Tú đang làm việc hay là học ở đâu? Mình đang học ở sân khấu điện ảnh. Tôi không nói gì không? Mày khó chứ không nói gì hả? Có muốn hỏi gì không? Muốn hỏi công việc hay hỏi về quan điểm tình yêu gì đó? Thôi, cái trước là cho em xin mừng em với chị nha. Em chị hả? Ừ. Tại sao lại xưng em với chị? Con không biết nữa, ý là thay vì đừng có biết tuổi nhau đi thì nó dễ hơn. Nhờ biết tụi là không thể xưng bằng tên được đúng không? Dạ, thầy mới quen. Không sao, mình tôn trọng. Thầy kêu bằng em với chị cũng được. Không biết là mẫu bạn gái lý tưởng của Tú là gì? Và tại sao lại chọn chị? Tại sao lại chọn chị? Nhưng mà có ai nhận xét về cái nét của em rất điện ảnh chưa? Em không biết nữa. Là người ta không thấy thích nữa? Em cũng biết nữa. Cố gắng giữ cái mối quan hệ đó lại không? Em cũng biết. Em cũng biết nữa. Mẫu bạn gái của em thì không có. Em chỉ có kiểu nhìn có cảm giác thôi. Em rất là giống chị. Tại chị cũng kiểu không có một cái quy chuẩn, không có đặt tiêu chí á. Kiểu cảm thấy thích là thích thôi, kiểu vậy. Cho nên là cảm thấy cũng có nhiều điểm chung với nhau á. Còn quan điểm tình yêu? Tình yêu? Tình yêu em đó là trong một mối quan hệ em nghĩ là cái gì là cần nhất? Chị thấy là chị hơi chủ động nhiều quá. Chị không muốn chủ động nhiều đâu nha. Chị không thích là người chủ động nhiều. Nó nghe nè, phải tự tin lên. Chứ ai mà để tôi hỏi câu nào cái trả lời câu đó. Tính em kiểu hơi cà rỡn nên kiểu là kiểu vui á đúng không? Nên là ở đây khó cà rỡn. Không, em cứ bình thường thôi, chị cũng thoải mái vui vẻ mà. Tại vì tụi mình có điểm chung thì cảm thấy thích thì mới ngồi đi nói chuyện đúng không? Thì em cứ thoải mái bình thường thôi. Vì vậy, em cũng muốn hỏi với chị không? Hỏi gì? Chị... Tại vì chị thấy kiểu hai đứa ngồi mà chị em lấy là chị hơi chủ động nhiều á. Em không có chủ động hỏi chị nhiều. Hay là em có muốn hỏi gì không? Em nói thiệt, đó giờ là em không có ít hỏi lắm. Em chỉ là nói chuyện bình thường là tự biết thôi, chứ em cũng biết hỏi gì. Em có thích nghe nhạc không? Dạ có. Mà thể loại nhạc em hay nghe là gì? Chắc là thể loại hay nghe hả?
Chắc em nghe mọi thể loại. Bài nào hợp lỗ tai em nghe. Nhưng mà nếu mà chị nhìn em thì chị có nghĩ là em sẽ thích những cái thể loại như là trap hoặc là mấy cái nhạc đen đó, sôi động một xíu à, hoặc là mấy cái dạng nhạc mà chill. Cũng có như vậy. Em cũng có thích cải lương, bolero. Em cũng thú vị á, giống chị. Chị nói chung là chị kiểu con người nửa hiện đại nửa truyền thống á. Cái gì chị cũng nói chung là thích là thích thôi. Không có đặt là thích cái gì hiện đại là hiện đại luôn mà truyền thống là truyền thống luôn, kiểu như vậy. Thì mình giống nhau. Đúng rồi, mình có rất là nhiều điểm chung với nhau. À, tôi có thể hát cho chị nghe một đoạn nhỏ mà bài em thích nhất. Chị có thể cho bài không? Chứ giờ chữ em bài mất tiêu thôi. Chị thích Eric thì chị thích em hát mấy bài. Em biết bài nào của Eric không? Eric? Ví dụ? Bài gì ta? Có tất cả nhưng không có anh. Chị nhắc lời giùm em được. Bài đó hả? Bài đó mở đầu sao chị cũng quên luôn rồi. Em sợ chị hả? Dạ. Em sợ chị hả? Em bình thường đấy, chị bình thường mà. Đang tìm hiểu nhau á, em phải thoải mái lên chứ. Em thật sự chưa bao giờ tìm hiểu. Gu em nhìn cũng lạ, kiểu thời trang phong cách nhìn lạ, kiểu hoang dã một xíu, lãng tử một xíu, đúng không? Em cũng ghét nóng. Nhưng mà em thích mặc đồ này. Thời trang phan thời tiết. Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nơi nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi hỏi em ơi, tại sao vì yêu mà anh thấu hiểu? Dù em có là gì em chẳng có gì phân nhiều. Trả lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao rồi nỡ còn đi lấy lại, chào ai chẳng an phận ở lại. Bạn hát cả giọng hay quá. Sao thấy hai chị em làm quen nhau có vẻ thân thiết quá ha. Dạ, tại vì em thấy bạn ấy có nhiều điểm chung giống em. Nhiều khi mình nhìn vào á, mình thấy nó không có chuẩn mực như là các cặp đôi bình thường. Anh em cảm xúc nó theo cái chuẩn mực không thường, mà nó lạ lạ một tí xíu biết đâu. Nhưng hai người chính ở đây lại có cảm xúc. Cái đó Trinh không biết. Giờ phút quan trọng đã đến. Trong 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ quyết định như thế nào? Nếu như muốn ngỏ lời tìm hiểu đối phương thì hãy lấy bông hoa trên tay của Miko để trao cho người kia. Nhưng trước tiên thì xin mời Tú nè, nói lên cảm xúc của em sau khi gặp Thúy như thế nào. Hơi run. Có vẻ hơi nghiêm túc. Còn Thúy thì Thúy nghĩ như thế nào về Tú? Em thấy Tú là một người rất là thú vị á. Kiểu dịu nhút nhát, nhưng mà nếu mà bạn đúng sở trường của bạn thì bạn cũng rất là mạnh mẽ, cũng rất là chủ động. Dễ thương, có nhiều tài lẻ. Nói chung là Tú em nghĩ là chắc là một chàng trai quốc dân mà nhiều bạn rất là thích. Thì bây giờ xin mời hai bạn quay lưng về phía nhau. Đó, đã quay lưng đúng rồi, đúng rồi. Trong 3 tiếng đếm của Miko thì bạn nào muốn ngỏ lời với người đối diện, người bên kia, thì hãy lấy hoa hồng trên tay Miko nhé. Hãy nhớ, cơ hội chỉ đến lần này thôi. 3, 2, 1. Chị ơi, chị có muốn chúng ta tìm hiểu thêm không? Chị thấy Tú là người rất là dễ thương á, sẽ tìm hiểu em. Nếu mà tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu về mối quan hệ bạn bè. Dạ. Nhưng mà chị cũng sẽ nhận bông hoa này bởi vì chị rất là tôn trọng. Không được, không được. Bông hoa hồng đỏ thì phải tượng trưng là em mở lối cho người ta để tìm hiểu em nhiều hơn, chứ nó không tượng trưng cho tình bạn. À dạ, vậy đó không nhận. Thì em thấy người ta có chiều hướng từ chối rồi thì thuyết phục hơn đi. Tại vì bây giờ vấn đề là thấy là em nhút nhát quá mà chưa đủ trưởng thành thì em có biện hộ gì về chuyện đó không? Cố lên em.
cơ hội cuối. Cái đó là biện hộ mà chị. Thì đó, muốn biện hộ không? Đâu phải mình đâu. Hả? Là sao? Ý là đâu phải tính cách thiệt của em đâu. Tính cách thiệt của em là gì? Nó kiểu gì nè? Bớt cái đó luôn rồi đó. Em đang muốn nói cái gì, nếu như mà nếu không á là Thúy sẽ từ chối em á. Chị đã rất cố muốn giúp em rồi. Chị nghĩ là càng tìm hiểu bạn này là em sẽ càng thấy nó cái gì chứ không phải là mấy bạn có nghĩa là không phải sàm sàm giống như cô gái với bạn này đúng không? Em hãy nói hết tấm lòng chân thành của em ra chị, cho chị Thúy nắm. Giờ phút quan trọng, chị xin nhắc lại luật lệ của chương trình cho em được rõ. Em có 3 cơ hội, mà đây là cơ hội đầu tiên thôi. Nên nếu như mà em cảm thấy rất thích bạn ấy rồi thì em nắm cái cơ hội này để ngỏ lời với bạn ấy. Tới luôn đi chị. Cứ gặp người mà hầu như là em gặp những người lạ, những người mới gặp đó, thì em sẽ có, em hơi rụt rè một xíu. Em chưa thích nghi được với môi trường, chưa thích nghi với những người mới á. Có lẽ sẽ tiếp xúc lâu dài thì có lẽ mọi người sẽ thấy được con người thật của em hơn. Lý do em độc thân suốt 2 năm vừa rồi cũng là lý do đó. Tại vì em quá rụt rè chuyện tình cảm. Em nói là bị khớp luôn. Thật sự em không biết nói gì hết. Tức quá. Sao? Đang làm gì vậy? Muốn lại em luôn. Em không biết nói gì vậy chị. Ừ rồi em làm đi. Thôi được rồi, nói chung là không ép. Thúy ơi, dạ. Hãy nói quyết định của em cho chị biết. Dạ, quyết định của em là em sẽ không giữ bông hoa này. Làm bạn thôi đúng không? Rồi ok, rồi giữ bông hoa làm kỷ niệm luôn đi nha. Nhà mình ơi, như vậy thì đối với Miko thì Miko thấy hôm nay là một trường hợp gọi là đúng người mà sai thời điểm. Có nghĩa là có thể tìm thấy một người giống mình, có nét tương đồng về ngoại hình với mình, có về cả tính cách cũng như là cảm thấy vui vẻ hợp nhau, nhưng mà lại thiếu một cái điều gì đó. Nên hoa hồng này vẫn ở trên tay của Tú. Cảm ơn bạn Tú, cảm ơn bạn Thúy rất là nhiều đã tham gia chương trình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của mình. Và quý vị khán giả thân mến, chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ đến đây cũng xin được phép khép lại. Miko Lan Trinh xin mời quý vị theo dõi những số sau. Xin chào.